Hồi 66, từ thiên xuyên hộ tống hai cô. Vua Khang ghi nghĩ vậy liền cầm nửa trang giấy viết thơ rồi châm vào lửa đốt đi. Nhà vua lại hạ bút viết, sắc lệnh phong cho vi tiểu Bảo làm chức ngự tiền thị vệ phó tổng quản. Đồng thời được khâm ban sắc áo choàng màu vàng để đi công cán trên dải núi ngũ đài sơn. Những quan văn quan võ các tỉnh đều phải chịu lệnh y điều đồng. Nhà vua viết xong đóng ngự ấn vào, rồi đưa cho vi tiểu bảo cười nói, trẫm phong cho ngươi một chức quan. Người thử coi xem là chức gì. Vì tiểu bảo dương to cặp mắt lên nhìn thì biết được ba chữ tên mình. Ngoài ra nhận được bốn chữ là ngũ, sơn, nhất, văn. Tất cả là bảy chữ. Gã lắc đầu hỏi, nô tài không hiểu là quan chức gì. Nhưng thánh thượng đã phong cho tất chẳng phải quan nhỏ. Vua Khang hy mỉm cười rồi đọc sắc lệnh cho gã nghe. Vì tiểu bảo thè lưỡi ra nói, làm ngự tiền thị vệ phó tổng quản là hách lắm rồi lại còn được khoác áo choàng màu vàng thì thiên hạ phải lắc mắt. Vua Khang hy mỉm cười nói, Đa Long tuy làm tổng quản nhưng không được khoác áo choàng. Chuyến này ngươi công cán đắc lực, thì khi trở về cung chẫm lại thăm quan cho. Có điều ngươi còn nhỏ tuổi quá mà làm quan lớn dĩ nhiên không xứng đáng, chúng ta tủm thẳng sẽ tính. Vì tiểu bảo tông, nô tài không để tâm đến chuyện làm quan lớn, mà chỉ mong thường thường được kề cận Long Nhan là lấy làm thỏa mãn lắm rồi vua khang hy rất bằng lòng phán người đi chuyến này nhất thiết phải thận trọng hành động cho kín đáo đạo sắc lệnh này vạn bất đắc dĩ mới phải đưa ra chứ đừng lấy cho người ta coi thôi người đi đi vì tiểu bảo bái biệt vua khang hy rồi trở gót gã nghĩ thầm trong bụng chắc hai cô chiêu bây giờ nóng ruột lắm ta phải về ngay mới được gã đưa mắt nhìn về hướng đông thấy chân trời đã dạng hoa lê liền lật đật trở về chỗ giấu phương di và mộc kiếm bình gã đẩy cửa bước vào thì thấy hai cô đang ngồi tựa vào tường, gối đầu lên nhau. Phương Di vẫn chưa ngủ, nàng khẽ hỏi, đệ đệ đã về đấy ư? Vì tiểu bảo đáp mọi sự đều đại cát, bây giờ chúng ta ra khỏi hoàng cung. Mục kiếm bình đang mơ màng giấc điệp choàng tỉnh dậy nói, sư tỷ rất lo âu, chỉ sợ đại ca gặp điều chi nguy hiểm. Vì tiểu bảo đáp không sao cả, không sao cả, giữa lúc ấy tiếng chuông đổ báo hiệu trời sáng cửa cung mở ra để văn võ quan viên lục tục vô chiều. Vì tiểu bảo thắp ngọn đèn trên bàn lên, quan sát lại cách hóa trang của hai cô không có chỗ nào sơ hở liền cười nói, hai cô mặt đẹp quá, nên lấy cho bụi đất cát chát vào mặt. Một kiếm bình không muốn nhưng thấy Phương Di thò ta ra quệt xuống đất rồi bôi lên mặt, cô cũng làm theo. Vì tiểu bảo gói ba pho kinh sách lấy được ở đầu giường Thái Hậu cất vào bọc gã lại móc cành ngân thoa đưa cho phương di nói cành thoa của cô đây phương di hơi đỏ mặt lên từ từ đưa tay ra đón lấy nàng nói đệ đệ muôn ngàn mạo hiểm té ra vì chiếc cành thoa này của ta bỗng lòng nàng xe lại vành mắt đỏ hoe nàng quay đầu ra chỗ khác vì tiểu bảo cười nói cũng chẳng có chi nguy hiểm gã tự nhủ vụ này kêu bằng có hảo tâm là được đền đáp có đi lấy cành thoa mới được áo choàng màu vàng mà khoác gã dẫn hai cô từ cổng hậu cấm thành qua cửa thần võ ra khỏi hoàng cung. Lúc này trời đã sáng rõ, bọn thị vệ gác cửa thấy Quế Công Công dẫn hai tên tiểu thái giám ra khỏi cửa thành, chúng chỉ tâm công nịnh nọt, khi nào dám hỏi vặn một câu. Phương Di ra khỏi cửa cung rồi đi chừng hơn 10 triệu mới quay lại ngó cửa cung một lần, lòng nàng hồi hộp tưởng mình đã tái sinh. Vì tiểu bảo mướn ba cỗ kiệu nhỏ, dặn phu kiệu khiêng tới đường Tây Trường An gã xuống kiệu rồi lại thuê một cái kiệu khác đi vào trong hẻm con nơi tạm trú của bọn thiên địa hội. Gã xuống kiệu ở đầu hẻm rồi bảo hai cô, các bạn hiểu ở Mộc Vương Phủ hôm qua đã rời khỏi kinh thành rồi. Vậy ta vào thương nghị cùng mấy ông bạn để xem nên đưa các cô đi đâu cho tiền. Gã đã làm ngự tiền thị vệ phó tổng quản lại được khâm ban áo màu vàng tự biết mình đã thành đại nhân rồi. Hơn nữa trong mình mang sứ mạng của nhà vua đi điều tra một đại sự trọng yếu bậc nhất đột nhiên gã ngừng hết mọi vẻ hoạt kê cho ra người lớn. Và chỗ này gần tới trụ sở của sư phụ, gã không dám mông cuồng. Phương Di ngập ngừng hỏi, từ nay trở đi, đệ đệ đi về đâu? Vì tiểu bảo đáp ta không dám trần chờ ở lại thành Bắc Kinh mà phải đi đến một nơi càng xa càng tốt. Ta đợi sau khi Thái Hậu chết rồi, mọi việc trở lại bình thường, mới dám về Kinh. Phương Di nói, bọn ta có một vị hảo bằng hữu ở Thạch Gia Trang thuộc tỉnh Hà Bắc đệ đệ nếu không rẻ bỏ thì cùng bọn ta tạm thời lên đó ẩn lánh một thời gian được không mục kiếm bình cũng nói theo hay lắm đại ca là ân nhân cứu mạng bọn tiểu muội chúng ta tình thâm chẳng khác người một nhà vậy ba người cùng đi với nhau thì hay quá hai cô chú ý nhìn vi tiểu bảo để chờ gã trả lời mục kiếm bình lộ vẻ thân thiết còn phương di có ý thẹn thùng giả tỷ vi tiểu bảo không mang sứ mạng trọng đại trong mình thì bầu bạn với hai vị giai nhân đi đường trường là một thú tiêu dao rất khoái lạc. Lúc này gã đành kiếm cơ thoai thác, ta đã nhận lời làm một việc cho người bạn, nên chuyến này chẳng thể cùng lên thạch gia trang với hai cô được. Hai cô người còn bị thương đi đường bất tiện, vậy ta ủy thác hai cô cho một ông bạn đưa đi. Chúng ta hãy đi nghỉ, để ăn cơm rồi sẽ tính. Gã liền đưa hai cô vào trong hẻm, những anh em thiên địa hội canh gác bên ngoài vừa thấy gã liền dẫn vào trụ sở. Mã ngạn siêu ra nghênh tiếp, thấy vì tiểu bảo dẫn hai tên tiểu thái giám đi theo thì không khỏi ngạc nhiên. Vì tiểu bảo liền ghé vào tai hắn khẽ nói đây là em gái của một tiểu vương gia và một cô sư tỷ của nàng. Tại hạ cứu họ từ trong cung đưa ra đây, mã ngạn siêu mời hai cô ngồi ở sảnh đường rồi bưng trà đến hắn kéo vi tiểu bảo ra một chỗ khẽ nói, tổng đà chủ rời khỏi kinh sư tối hôm qua rồi. Vi tiểu bảo mừng thầm trong giả, một là gã sợ không muốn gặp mặt sư phụ, hai là gã không hiểu có nên tố cáo với sư phụ về sứ mạng của vua khang hy giao cho gã hay không. Gã nghe nói sư phụ rời kinh tưởng chừng chút được khối đá nặng ở trong lòng, nhưng ngoài mặt làm bộ cực kỳ thất vọng. Gã dậm chân hỏi, vụ này, vụ này, hỡi ơi, sao sư phụ lại bỏ đi lẹ thế? Mã ngạn siêu đã tổng đà chủ đã dặn thuộc hạ truyền lời cho vi hương chủ hay là lão nhân gia đột nhiên tiếp được tin cấp báo từ Đài Loan đưa đến, phải trở về ngay để xử lý mới được. Tổng đà chủ còn dặn vi hương chủ nhất thiết mọi việc phải thận trọng và tùy cơ hành động. Nếu ở trong cung không ổn thì hương chủ tạm thời rời khỏi kinh sư lánh đi. Ngài lại nhắc vi hương chủ chuyên cần luyện võ, chứng độc thương trong mình vi hương chủ mà phát tác nguy kịch thì phải cấp báo về cho tổng đà chủ rõ. Vì tiểu bảo nói, dạ, sư phụ đã bận rộn mà còn nhớ thương thế cùng võ công của tại hạ, ân cần dặn bảo, khiến tại hạ cảm kích vô cùng. Gã nói mấy câu này là tình thật vì trong lúc vội vàng, sư phụ cũng không quên gã. Gã lại hỏi, Đài Loan đã xảy chuyện gì? Mã ngạn siêu đáp, nghe nói mẹ con họ trịnh có chuyện bất hòa, hạ sát đại thần, dường như mới phát sinh nội biến. Nhưng uy vọng của Tổng Đà Chủ rất cao trọng, bất cứ xảy ra biến loạn gì, lão nhân gia trở về là thu xếp đâu vào đấy ngay. vậy vi hương chủ bất tất phải lo nghĩ. phàn đại ca, phong đại ca, huyền trinh đạo trường đều theo tổng đà chủ đi đài loan cả rồi. chỉ có từ tam ca và thuộc hạ ở lại bắc kinh để vâng lệnh sai phái của vi hương chủ. vì tiểu bảo nói mã huynh kêu từ tam ca tới đây dùng. gã nghĩ rằng bát tý viên hầu từ thiên xuyên võ công cao cường, tinh thần cảnh giác lại là một ông già thì lão hộ tống hai cô gái đến Thạch Gia Trang là không còn điều gì đáng ngại. Bất giác gã lẩm bẩm ở Đài Loan cũng xảy chuyện mẫu tử bất hòa, giết người sinh sự chẳng khác gì Thái Hậu cùng Hoàng đế ở Bắc Kinh. Vì tiểu bảo lại vào sảnh đường ngồi ăn điểm tâm với hai cô Phương, Mộc. Mộc kiếm bình ăn hết nửa chén miếng nhỏ rồi cô không nhịn được hỏi, đại ca không đi với chị em tiểu muội đến Thạch Gia Trang thật ư. Vì tiểu bảo đưa mắt nhìn Phương Di, thấy nàng dừng đũa không ăn. Nàng lại dương mắt lên nhìn gã, mục quang ra chiều thân thiết khác thường. Bất giác ngực gã nóng lên, những muốn đưa cả hai cô lên ngũ đài sơn, nhưng rồi gã lại tự nhủ Chứng đi này ta mang sứ mạng trọng đại thế mà còn đèo thêm hai cô gái bị thương để dọc đường vướng víu tay chân lại khiến cho người ta chú ý, như vậy nhất định không được rồi. Gã liền thở dài đáp sau khi xong việc ta sẽ đến Thạch Gia Trang thăm viếng. Ông bạn của hai cô tên gì? Ở địa phương nào, Phương Di từ từ cúi đầu xuống, cầm đũa gắp canh nhưng không đưa vào miệng. Nàng khẽ đáp, ông bạn đó mở một tiệm buôn lừa rất lớn ở chợ phía tây Thạch Gia Trang. Y là khoái mã trừ tam, vì tiểu bảo lập lại khoái mã trừ tam, được rồi, ta nhất định sẽ đến thăm các cô. Mặt gã nhâm nháo khẽ nói, ta không đến thế nào được, có lý đâu lại bỏ một cô vợ lớn, một cô vợ nhỏ nhan sắc nguyệt thẹn hoa nhường mộc kiếm bình cười nói đại ca ngoan ngoãn chưa được nửa ngày lại nói giỡn rồi phương di nói nếu đệ đệ là người bạn tốt của chúng ta thì chúng ta ngày nào cũng mong đệ đệ đến chơi bằng đệ đệ đem lòng khinh bạc không giữ phẩm giá con người thì đừng đến nữa vì tiểu bảo khác nào đụng phải chiếc đinh gã cụt hướng đáp được rồi cô đã không thích nói giỡn thì từ nay ta không nói nữa là xong phương di có ý hối hận dịu dàng giải thích dù đệ đệ muốn nói đùa thì cũng đến một trình độ nào thôi và phải tùy lúc, tùy nơi mới được. Đệ đệ nổi nóng rồi phải không? Vì tiểu bảo lại cao hứng đáp, không có đông, không có đông, chỉ cần cô đừng nổi nóng là được rồi. Phương Di tươi cười khẽ nói, đối với đệ đệ thì chẳng có ai có thể thực sự tức mình được. Ở phương Bắc tiết trời mỗi buổi sơ đông vào tháng 10 đã giá lạnh. Nụ cười của Phương Di trên mặt bôi đất cát cũng không giấu được vẻ quyến rũ mê hồn vì tiểu bảo tưởng chừng nụ cười của nàng làm cho gã ấm áp trong mình. Gã tiếp tục ăn thang miến mà không biết nói thế nào. Bỗng nghe ngoài sân có tiếng bước chân vang lên, một lão già đang đi tới, chính là bác tí viên hầu từ thiên xuyên. Từ thiên xuyên đi thẳng tới trước mặt vi tiểu bảo khom lưng thi lễ, nét mặt tươi cười, kính cẩn hỏi, lão nhân gia mạnh giỏi đấy a à, lão là người cẩn thận, vì thấy vi tiểu bảo ngồi với người ngoài không tiện xưng hô gã bằng hương trù. Vì tiểu bảo chắp tay đáp lễ cười nói, từ đại ca, tiểu đệ giới thiệu cùng đại ca hai vị bằng hiểu. Một vị là cao đồ của thiết bối thương long liễu lão gia tử. Cô là tiểu quận chúa trong mộc vương phủ, còn vị cô nương đây là phương cô nương, sư tỷ của mộc tiểu quận chúa. Đoạn gã giới thiệu từ thiên xuyên với hai cô nói, vị này là từ đại ca, y có quen biết liễu lão gia tử và mộc tiểu vương gia. Gã sợ hai cô phương mộc chưa quên mối thủ cũ với từ thiên xuyên liền nói tiếc kể ra thì trước kia từ đại ca có chuyện xích mích nhỏ với mộc vương phủ nhưng hiện nay đã hiểu nhau và vui vẻ cả rồi vì tiểu bảo chờ cho ba người cùng nhau thi lệ xong rồi nói từ đại ca tiểu đệ muốn ủy thác đại ca một việc từ thiên xuyên đã nghe nói hai cô gái cải dạng nam trang làm tiểu thái giám này đều là nhân vật trọng yếu trong mộc vương phủ lão chắc bọn mộc kiếm thanh đều đã biết rõ lai lịch của vi tiểu bảo thì hai vị cô nương đây dĩ nhiên cũng biết rồi lão liền đáp vi hương chủ đã có việc sai phái dĩ nhiên thuộc hạ phải tuân mệnh phương di và mộc kiếm bình thực ra chưa hiểu thân thế vi tiểu bảo bây giờ hai cô nghe từ thiên xuyên kêu gã bằng vi hương chủ thì trong lòng rất lấy làm kỳ vi tiểu bảo tùm tìm cười hỏi hai vị cô nương đây cũng bị hãm trong hoàng cung như ngô lập thân lão gia lưu nhất chu đại ca bây giờ mới thoát ra được. mục tiểu vương gia và lưu nhất chu sư huynh đều rời khỏi kinh sư rồi phải không? từ thiên xuyên đáp các vị anh hùng ở mộc vương phủ đã bình yên rời khỏi kinh sư hôm qua rồi. mục kiếm bình hỏi lưu nhất chu sư ca cùng đi với ca ca tiểu muội phải không? cô hỏi câu này thay cho phương di. từ thiên xuyên đáp tại hạ đưa các vị chia từng tốp ra khỏi thành. lưu sư huynh đi với liễu lão gia tử nhằm phía nam mà tiến. Phương Di đỏ mặt lên từ từ cúi đầu xuống. Vì tiểu bảo lẩm bẩm cô này nghe nói ý trung nhân thoát hiểm một cách bình yên chắc là vui như mở cờ trong bụng. Gã có biết đâu lần này gã đoán chật rồi. Hiện giờ Phương Di đang có tâm sự, nàng tự nhủ ta đã chịu lời gã là cứu được tính mạng lưu sư ca thì lấy gã làm chồng trọn đời không hối hận. Nhưng gã là một tên thái giám thì lấy vợ thế nào được? Gã còn nhỏ tuổi mà đã lắm chuyện, sao lại còn làm vi hương chủ gì nữa? Vì tiểu bảo nói, hai vị cô nương đây hết sức chống cự với bọn thị vệ ở Thanh cung nên các cô bị thương. Bây giờ các cô đến điều dưỡng ở nhà một vị bằng hữu tại Thạch Gia Trang. Tiểu đệ muốn nhờ Từ đại ca hộ tống các cô đến đó. Từ Thiên Xuyên vui vẻ đáp, dĩ nhiên thuộc hạ phải hết lòng, vì hương chủ phái thuộc hạ vào việc này thật hay quá thuộc hạ vẫn hối hận với bạn hữu ở Mộc Vương Phủ vì mình đã có lỗi mà còn nhờ Mộc Tiểu vừa ơn ra cứu thoát nên trong lòng vừa cảm kích vừa thẹn thùng. Chuyến này thuộc hạ hộ tống hai vị cô nương đến nơi cho bình yên để đền đáp trong muôn một. Mộc kiếm bình đưa mắt nhìn từ thiên xuyên thấy lão người bé nhỏ, gầy nhom mà lại lưng còng, không biết sống chết lúc nào. Nếu để lão hộ tống cô cùng sư tỷ thì e rằng dọc đường còn phải chiếu cô cho lão. Hơn nữa, vì tiểu bảo không đi làm cô cực kỳ thất vọng. Mộc kiếm bình nghĩ vậy rồi không nhịn được, vẻ buồn rầu lọ ra ngoài mặt. Phương Di nói, chị em tiểu muội không dám phiền đến đại giá của từ lão gia. Bọn tiểu muội chỉ nhờ lão gia mướn cho một cỗ xe lớn cũng lấy làm áy náy lắm rồi. Chị em tiểu muội tự em em ít thượng lộ cũng được, bất tất phải có người hộ tống. Thương thế của bọn tiểu muội chẳng có chi đáng kể, hai vị bất tất phải quan tâm. Từ thiên xuyên cười nói, phương cô nương không nên khách sáo nữa. Vì hương chủ đã có lệnh thì thế nào tại hạ cũng phải đưa các cô đến nơi đến trốn. Hai cô võ nghệ cao cường, không cần lão phu ở bên cho bực mình. Vậy hai chữ hộ tống lão phu không đủ bản lãnh mà chỉ xin chạy những việc tạp dịch, tỷ như trầu hầu hai cô vào quán trọ, hoặc mướn xe hay mua đồ vặt. Những cái đó đỡ hai cô ở dọc đường khỏi phải phí lời với bọn mã phu, xa phu hay điếm tiểu nhị phương di nghe từ thiên xuyên nói vậy biết rằng khó nói chối từ liền hỏi mối thịnh tình của từ lão gia như vậy sau này bọn tiểu muội biết lấy gì báo đáp cho vừa từ thiên xuyên cười khanh khách đáp làm gì có chuyện báo đáp chẳng giấu gì hai vị cô nương trong lòng lão rất khâm phục vi hương chủ đây đừng thấy lão gia nhỏ tuổi mà coi thường tuy người nhỏ tuổi nhưng thần thông quảng đại hôm của vi hương chủ làm cho lão hán hà giả lão hán đang nghĩ cách giúp đỡ lão gia mấy việc mới yên tâm ngờ đâu bữa nay lão nhân ra lại giao cho lão hán sứ mạng này dù hai vị cô nương không cho lão hán đi theo lão hán cũng đành làm một việc tầm thường tức là một nhân viên đi trước để khai lộ gặp núi thì mở đường gặp sông phải bắc cầu cho hai vị đến được thạch gia trang đừng nói từ bắc kinh đến thạch gia trang chỉ có mấy ngày đường mà dù vi hương chủ có sai lão hán đưa hai cô về tận vân nam lão hán cũng quyết đưa tới nơi mới nghe Mục kiếm bình thấy từ thiên xuyên tuy bề ngoài xấu xa quê mùa, nhưng ăn nói rất lọt tai. Cô hỏi, hôm qua vi hương chủ đã làm gì cho từ lão gia hà dạ? Y, ở trong hoàng cung kia mà. Từ thiên xuyên cười đáp số là trong bọn thủ hạ của ngô tam quế ở Vân Nam có tên cầu quan tên gọi Dương Nhất Phong. Dương Nhất Phong bắt lão hán đem đi khảo đà nhục mà. Lão hán còn thiếu chút nữa là bỏ mạng về tay thằng cha đó may được lệnh huynh phái người đến cứu lão hán ra. Vì hương chủ đã chấp nhận lời yêu cầu của lão muốn kêu người đánh gãy đôi chân tên cầu quan này. Lão ngừng lại một chút rồi tiếp lão hán nghĩ rằng thằng con chó mã của ngô tam quế chuyến này tới Bắc Kinh đem theo rất nhiều cao nhân. Lần trước Dương Nhất Phong đã bị lão hán làm cho đau khổ. Người ta thường nói, lần trước phải đau, lần sau phải rát, chắc hắn không dám một mình đi ra ngoài như vậy bọn lão hán có muốn trả thù cũng không phải chuyện dễ dàng. Ngờ đâu hôm qua lão hán đang ngồi trong tiệm thuốc trùng đức đường ở phía tây thành, gặp một ông bạn làm y sinh chuyên chữa cho người bị đánh hay té đến bong gân sai khớp từ thiên xuyên ngừng lại như để sắp đặt câu chuyện rồi nói tiếc, vụ này thật quái lạ. Y kể chuyện trong ổ chó bình Tây Vương phái người khiêng một tên quan chó má đi các nơi kiếm y sinh chuyên trị chứng gãy xương. Hết y sinh nọ đến y sinh kia lục tục kéo đến. Tất cả hai ba chục người, nhưng họ không cho y được trị bệnh mà chỉ nói, tên cầu quan này là Dương Nhất Phong làm càn làm bậy nên thế tử của Bình Tây Vương dùng côn đánh gãy hai chân chó của hắn và để hắn phải đau khổ bảy ngày bảy đêm chứ không cho điều trị. Phương Di và Mộc Kiếm Bình đều rất lấy làm kỳ, liền hỏi Vi Tiểu Bảo, vụ này nghĩa là làm sao? Vi Tiểu Bảo cười đáp vì tên cầu quan đó đắc tội với từ đại ca nên ngô ứng hùng dĩ nhiên muốn cho hắn phải đau khổ để chuộc tội với từ đại ca mộc kiếm bình hỏi bọn người trong ổ chó bình tây vương sao lại sai người khiêng đi khiêng lại tựa hồ để cho nhiều người biết vì tiểu bảo mỉm cười đáp thằng lòi ngô ứng hùng có ý muốn cho vụ này đồn đến tai vi mỗ ta đã bảo gã đánh gãy cặp giò chó má của tên cầu quan đó và gã đã làm được đến nơi mộc kiếm bình càng lấy làm lạ hỏi tại sao ngô ứng hùng lại nghe lời của đại ca vì tiểu bảo cười đáp ta chỉ nói nhăng nói càn gạt gã mấy câu là gã tin lời ngay từ thiên xuyên nói lão hán muốn đuổi theo đánh chết tên cầu quan kia nhưng lại nghĩ rằng hắn đã bị đánh gãy chân lại đưa đi khắp phố phường để bêu diếu và làm gương cho kẻ khác hắn bị đánh gãy chân không được điều trị nếu lão phu giết chết hắn chẳng hóa ra làm phước cho hắn chiều hôm qua chính mắt lão hán trông thấy cái mặt chó má của hắn mười phần chết hết chín Ống quần kéo lên để hở cặp đùi vừa sưng ngụ vừa tím bầm. Chắc hắn chẳng còn sống được mấy ngày nữa. Hai vị cô nương, hai cô thử nghĩ xem như vậy lão hán có hả hê hay, hay không và sung sướng đến chừng nào. Lúc này mã ngạn siêu đã mướn về hai cỗ xe lớn chờ ở ngoài cửa. Mã ngạn siêu cũng là một nhân vật rất đắc lực trong thiên địa hội. Nhưng theo lề luật trong hội thì nếu không cần đừng để lộ chân tướng. Vì thế mà vì tiểu bảo không giới thiệu gã với hai cô phương. Một vì tiểu bảo nghĩ thầm, trong bọc ta có cả thầy sáu pho tứ thập nhị trương kính. Những kinh sách này đắc dụng thế nào, ta chẳng hiểu chi hết. Nhưng ta thấy bao nhiêu người hy sinh cả tánh mạng để toan lấy cắp thì bên trong tất có nguyên cớ trọng đại. Vậy ta phải đem theo bên mình không để bị thất lạc. Gã ngẫm nghĩ hồi lâu mới nảy ra một kế, nhìn mã ngạn siêu nói nhỏ. Mã đại ca, trong hoàng cung, tiểu đệ có một người bạn rất thân bị bọn thị vệ thắt đát giết chết rồi tiểu đệ đem hài cốt của y ra ngoài để tìm nơi an táng thật cẩn thận. Xin đại ca đi mua cho một cỗ quan tài thật tốt. Mã ngạn siêu vâng lời. Hắn nghĩ thầm, bạn thân của vi hương chủ mà bị bọn thát đát giết thì dĩ nhiên là một tay nghĩa sĩ phản thanh rồi. Hắn thân hành ra ngoài lựa mua một cỗ quan tài bằng gỗ ở Liễu Châu rồi đưa về theo cửa sau khiêm vào nhà. Hồi 67, Bạch Điếm bỗng thành ra hắc điếm. Mã ngạn siêu làm việc vừa mau lẻ vừa chu đáo hắn biết vi hương chủ là tay hào phóng, nên số tiền 500 lạng bạc mà gã đưa cho hắn xài gần hết, chỉ còn thừa hơn ba chục lạng. Ngoài cỗ cuộn tài gỗ, hắn còn sắm nào thọ y, nào bình đựng cốt hôi, nào giấy trắng, vải dầu, linh bài, linh phan, giấy tiền chẳng thiếu món gì vào việc đưa ma. Mã ngạn siêu còn sắm quần áo giày mũ cho phương di và một kiếm bình để cải dạng nam trang. Hắn chuẩn bị cả lương khô cho hai cô đi đường ăn mã ngạn siêu sắm đủ thứ đưa về nhà thì vi tiểu bảo cùng hai cô đã ngủ được một giấc dài vi tiểu bảo thay đổi quần áo mặc như người thường gã gói sáu bộ kinh sách bằng vải rồng gã lại vào bếp lấy than củi bỏ vào bình cốt hôi bụng bảo dạ trong quan tài nên đặt một xác người tật đề phòng khi có kẻ quật mồ lên khám nghiệm cũng không nghi ngờ gì nữa nhưng trong lúc vội vàng này ta không thể tìm được kẻ tồi bại giết đi để lấy xác vì tiểu bảo lại lấy nước lã quệt lên mắt bôi đầy vào mặt mũi, ra chiều thương xót bạn vàng. Hai tay gã bưng cái bọc giấy dầu, trong đó có cả bình cốt hôi từ trong phòng đi tới nhà hậu xanh. Gã đặt bọc giấy dầu cùng bình cốt hôi vào trong quan tài rồi quỳ xuống khóc giống lên. Từ thiên xuyên, mã ngạn siêu và hai thiếu nữ phương di. Mộc kiếm bình ngồi chờ ở sảnh đường thấy vi tiểu bảo khóc lóc rất thảm thiết thì tin là gã khóc bạn thật sự, nên không nghi ngờ gì cả mọi người cũng quỳ xuống hành lễ. Vì tiểu bảo đã được coi người nhà Bạch Hàn Tùng làm lễ điếu tế nên hiểu rõ về tang lễ. Gã thấy ba người hành lễ vội chạy đến bên quan tài gỗ quỳ dập đầu để trả lễ bốn người. Tiếp theo, tên ngõ tác đặt giấy lụa, thọ y cung mọi vật đính chặt vào nóc quan tài. Sau nữa, thợ sơn gắn quan tài lại. Mã ngạn siêu hỏi, xin hương chủ cho biết tôn tính đại danh vị nghĩa sĩ này để viết lên quan tài vi tiểu bảo nức nở, y, y y gã nghẹn ngào giả vờ khóc để ngẫm nghĩ đặt tên cho người chết một cái tên. Hồi lâu gã mới đáp, tên y là Hải Quế Đống. Hải Quế Đống là tên của ba người, Hải Đại Phú, Tiểu Quế Tử, và Thụy Đống hợp lại. Nguyên vừa rồi hắn nghĩ thầm, ta giết chết ba người này thì bây giờ ta cũng dập đầu hành lễ và đốt giấy tiền để họ ăn xài ở dưới âm cung như vậy tưởng ba cái hoan hồn cũng không oán trách mà quấn quýt lấy ta nữa. Mục kiếm bình thấy vi tiểu bảo khóc lóc bi thiết liền tìm lời khuyên giải. Cô nói, bọn thát đát nhà mãn thanh sát hại những tay hào kiệt của chúng ta rồi thì cũng có một ngày chúng bị giết sạch không một mống để rửa hận cho bạn hiểu. Vì tiểu bảo vừa khóc vừa nói, dĩ nhiên ai cũng muốn giết bọn thát đát, nhưng mối thù của mấy vị bằng hữu này thì không trả được nữa rồi. Một kiếm bình dương to cặp mắt xinh đẹp, ngơ ngác tự hỏi tại sao không trả được mối thù này bốn người nghỉ ngơi một lúc nữa rồi từ biệt mã ngạn siêu lên đường vì tiểu bảo nói tại hạ đưa chân các vị một đoạn đường hai cô phương mộc cùng lộ vẻ vui mừng phương di và mộc kiếm bình ngồi chung một cỗ xe lớn vì tiểu bảo và từ thiên xuyên mỗi người ngồi riêng một xe ba cỗ xe ra khỏi cổng thành tiến về phía đông đi chừng vài chục dặm lại rẽ xuống phía nam từ thiên xuyên bảo dừng xe lại nói dù đưa nhau ngàn dặm rồi cũng đến lúc phải chia tay trời sắp tối rồi chúng ta vào quán uống trà rồi từ biệt đoàn người vào quán trà bên đường ba tên phu xe ngồi riêng một bàn từ thiên xuyên nghĩ bụng chắc vì hương chủ và hai cô này còn có chuyện muốn nói với nhau lão uống cạn chung trà rồi hai tay chắp để sau lưng ra ngoài ngắm phong cảnh mộc kiếm bình hỏi quế quế không phải rồi họ thật của đại ca là họ vi phải không đại ca còn làm hương chủ gì nữa? Vì tiểu bảo cười đáp ta họ vi tên tiểu bảo, là hương chủ thanh mộc đường ở thiên địa hội. Bây giờ không cần phải giấu giếm cô nữa. Mộc kiếm bình thở dài nói, hỡi ôi, vì tiểu bảo hỏi, tại sao cô lại thở dài? Mộc kiếm bình đáp đại ca đã đường đường làm hương chủ ở thiên địa hội thì sao, còn đến hoàng cung làm thái giám? Như vậy há chẳng, phương gì biết cô sắp nói, há chẳng là điều đáng tiếc một là câu nói này không thanh nhã, hai là nàng không muốn cho Vi Tiểu Bảo phải buồn rầu, liền chặn lời. Những bậc anh hùng hào kiệt đã vì việc lớn nhà nước thì dù phải chịu nhục nhã cũng đành. Cái đó thật khiến cho người ta phải khâm phục. Nàng đoán vì Tiểu Bảo đã vâng lệnh của thiên địa hội mà chịu tự thiến để vào cung nằm vùng. Đó quả là việc đáng kính phục. Vì Tiểu Bảo mỉm cười tự hỏi, ta có nên nói cho hai cô biết mình chẳng phải là thái giám không? bỗng nghe từ thiên xuyên lớn tiếng quát hỏi, này ông bạn, đến bây giờ mà ông bạn còn chưa lộ chân tướng ư. Lão vươn tay đạp vào vai người phu xe mé hiểu, bàn tay từ thiên xuyên sắp đụng vào vai người phu xe, hắn đã nghiêng mình né tránh, thành ra phát trường của từ thiên xuyên đập vào quãng không. Giữa lúc ấy, tay trái từ thiên xuyên đã nắm lại thành quyền đánh xuống sau lưng người phu xe. Người phu xe xua tay một cái đẩy được thoi quyền của đối phương ra ngoài khuỷu tay mặt từ thiên xuyên liền huyết vào gáy người phu xe. Người phu xe lại VMLG trưởng đánh dứ vào đỉnh đầu từ thiên xuyên. Nếu từ thiên xuyên tiếp tục huyết khuỷu tay vào sau gáy người phu xe tất bị phát trường của đối phương đánh trúng đầu. Từ thiên xuyên ngần ngừ một chút vội vận kinh lực vào hai chân nhảy lùi lại phía sau. Chỉ trong nháy mắt từ thiên xuyên đã xử ba chiêu liền, trưởng đánh, quyền đấm, khuỷu tay huyết đều là những công phu rất lợi hại. Nhưng người phu xe ngồi dưới đất, không đứng lên, cũng không xoay mình, vẫn nguyên một tư thế mà hóa giải ba chiêu của đối phương một cách dễ dàng, tựa hồ như không có chuyện gì xảy ra, những cái đó đủ chứng tỏ ai thắng ai bại, ai mạnh ai yếu rồi. Từ thiên xuyên vừa kinh hãi vừa tức giận, lại vừa hổ thẹn. Lão nghĩ tới mình vỗ ngực đứng ra bảo đảm đưa hai vị cô nương phương, một bình yên đến thạch gia trang. Không ngờ vừa ra khỏi thành Bắc Kinh mười mấy dặm đường đã gặp phải cường địch bình sinh hiếm thấy khiến lão hoang mang vô cùng. Từ thiên xuyên cho đây là những tay cao thủ trong đại nội vâng lệnh trên đi bắt người. Lão liền xua tay trái luôn mấy cái ra hiệu cho vi tiểu bảo cùng hai cô trốn đi lập tức, để một mình lão liều mình cự địch. Có thế thì ba người kia mới mong thoát thân được, nhưng bọn vi tiểu bảo ba người khi nào chịu tỏ ra khiếp nhược, không nghĩ gì đến nghĩa khí hào kiệt. Phương di mình bị trọng thương không động thủ được đã đành, nhưng Vi Tiểu Bảo và mục Kiếm Bình khi nào chịu thõng tay ngồi nhìn. Hai người cùng rút khí giới ra toan xông vào giáp công. Người phu xe xoay mình lại, nhưng vẫn ngồi yên dưới đất, cười nói, nhãn lực của bát tí viên hầu quả nhiên không phải tầm thường. Thanh âm người phu xe nghe lanh lành, sắc bén, bốn người thấy sắc mặt hắn vàng ửng, quần áo lam lũ nhơ nhớp, tướng mạo xấu xa quê mùa. Trong lúc nhất thời chưa rõ niên canh hắn bao nhiêu từ thiên xuyên nghe tên phu xe kêu rõ ngoại hiệu của lão thì trong lòng càng lấy làm kinh gì lão chắp tay hỏi tôn giá là ai sao lại giả làm phu xe để hí lộng quỷ thần tên phu xe từ từ đứng dậy cười đáp hí lộng quỷ thần thì không dám đâu tại hạ nguyên là bạn hữu với vi hương chủ nay được tin y ra khỏi thành nên đến đây để tiễn chân y vì tiểu bảo gãi đầu ngập ngừng đáp tại hạ không quen biết ông bạn Tên phu xe cười hỏi: Đêm hôm qua chúng ta cùng nhau lên thủ kháng địch mà hương chủ đã quên rồi ư? Vì tiểu bảo chợt tỉnh ngộ cười đáp: Ủa, té ra bạn là đào, đào, gã cải đào trùy thủ vào ống dây rồi chạy lại nắm lấy tay người phu xe. Bây giờ gã mới biết người phu xe này tức là à cung nữ đào cung nga đã cải trang. Đào cung nga mặt bôi đầy mỡ bò và nước bột, người ngoài không nhận ra được thị vui mừng hay tức giận có điều mắt thị chiếu ra những tia hoan hỉ rõ rệt. Đào công Nga nói, tiện thiếp sợ bọn thát đát phái người đi chặn đường, nên mới cải trang để đưa chân một đoạn đường. Không ngờ nhãn lực của từ lão gia ghê quá, tiện thiếp không giấu nổi pháp nhãn của lão gia. Từ thiên xuyên coi vẻ mặt vi tiểu bảo biết người này là bạn chứ không phải thù thì trong lòng càng thẹn thùng, nghĩ bụng, võ công người này cao thâm hơn ta gấp 10, nếu thị gia hải thật sự thì cả bốn người đã uổng mạng rồi lão liền chắp tay nói, tôn giá võ công cao cường, lão phu rất khâm phục. Nhân duyên của vi hương chủ thật là tốt đẹp, ở ở Âu cũng kết giao với cao nhân. Đào công Nga cười hỏi, không dám, xin hỏi từ đại ca, tiểu muội cải trang có chỗ nào sơ hở? Từ thiên xuyên đáp, sơ hở thì không có, nhưng ở dọc đường lão hán thấy tôn giá vung roi ruổi ngựa không giống hạng phu xe tầm thường. Tôn giá không rung động cổ tay, cây roi cũng vươn thẳng ra vươn tay tôn giá không hất lên mà cây roi cũng tự co về đó là phần nội công cầm long túng hạc vào hàng thượng thẳng. những bạn rong xe ở bắc kinh ít có người được như tôn giá bốn người đều cười ồ từ thiên xuyên cũng cười nói tại hạ mà khôn ngoan thì khi biết tôn giá đã luyện công phu này không nên vươn tay ra xúc phạm mới phải vì tại hạ chẳng hiểu nếp tẻ gì thành ra lỡ việc mày tôn giá là bạn với vi hương chủ nên chưa xảy chuyện gì đáng tiếc đào công nga đáp từ đại ca dạy quá lời đại ca biết rõ tình thế nguy hiểm vẫn quyết chí hy sinh để mong bạn thoát thân đó là cử động của con người nghĩa khí khiến tiểu muội khâm phục vô cùng từ thiên xuyên nói tại hạ không dám xin hỏi tôn tính đại danh vì tiểu bảo xen vào vị bằng hữu đây là bạn sinh tử của tiểu đệ đào công nga nghiêm nghị nói theo phải rồi đúng là bạn sinh tử vì hương chủ đây đã cứu mạng cho tiện thiếp vì hương chủ vội cải chính sao tiền bối lại nói vậy bất quá chúng ta hợp lực giết kẻ tồi bại mà thôi đào công nga cười nói vì huynh đệ từ đại ca cùng hai vị phương mộc chúng ta tạm biệt nhau từ đây rồi mụ lên xe ngồi vào chỗ xa phu vì tiểu bảo hỏi đào đào đại ca bây giờ đại ca đi về đâu đào công nga cười đáp ta ở chỗ nào ra đi thì về lại chỗ đó vì tiểu bảo gật đầu nói được rồi sau này sẽ có ngày tái hội. Gã vừa dứt lời đã thấy đào cung Nga cho xe chạy đi. Mục kiếm bình hỏi, từ lão ra, võ công người đó cao thâm lắm ư. Từ thiên xuyên đáp cao thâm gấp 10 lão hán. Y là đàn bà lại càng ghê nữa. Mục kiếm bình lấy làm kỳ hỏi, y là đàn bà ư. Từ thiên xuyên đáp lúc y nhảy lên xe tấm thân uốn cong rất ngoạn mục. Từ thế như vậy dĩ nhiên là đàn bà. Mục kiếm bình nói, thanh âm của y lanh lành quả không giống đàn ông vì ca ca y dài tướng mạo y có đẹp không? vì tiểu bảo đã bốn chục năm trước chắc y cũng đẹp nhưng sau bốn chục năm muội muội so với y ngày trước chắc cũng còn đẹp hơn một kiếm bình cười hỏi sao ca ca lại đem y bì với tiểu muội té già y là một bà già hay sao? từ thiên xuyên xen vào dĩ nhiên y không thể ít tuổi được vì môn cắm lòng túng hạt công và những chiêu cầm nã thủ cử trọng nhược khinh luyện được đến như vậy ít ra là phải ba bốn chục năm vì tiểu bảo nghĩ đến chuyện phải chia tay cùng mấy cô thì không khỏi buồn rầu gã lại nghĩ tới một mình cô độc thượng lộ bất giác sinh lòng khiếp sợ gã ở hoàng cung tuy đã trải qua nhiều phen nguy hiểm nhưng đã làm quen với nhiều người lại thông thuộc đường đất chuyến này gã lên ngũ đài sơn thuộc tỉnh sơn tây đường này gã chưa từng đi qua tiền đồ man mác lại không có người quen biết dĩ nhiên gã không khỏi băn khoăn Thực ra gã chưa từng đi xa một mình mà lại còn là đứa trẻ nít thì không khiếp đảm thế nào được. Từ thiên xuyên tưởng vi tiểu bảo trở về Bắc Kinh, liền dục vi hương chủ, chiều trời không còn sớm nữa. Xin hương chủ về đi kèo cổng thành đóng rồi không vào được. Vi tiểu bảo đã tiểu đệ biết lắm, phương di đưa cho gã một cái bọc nói, đệ đệ giữ lấy chiếc áo này mà mặc. Vi tiểu bảo đã không cần, để tỉ tỉ mặc hay hơn. Phương Di nói, bọn ta đã có từ lão gia hộ tống rất bình yên. Đệ đệ đừng để ta phải lo ông. Vì tiểu bảo thỏ tay ra đón lấy bọc, lòng gã vừa cảm thấy êm ái, vừa cảm thấy chua xót mà không thốt nên lời. Từ thiên xuyên mời hai cô lên xe, lão ngồi bên người phu xe cho xe chạy về phía nam. Vì tiểu bảo đứng lại bên đường nhìn thấy hai cô phương, mộc thỏ đầu ra ngoài vẫy tay từ biệt. Cộ xe đi chừng hơn ba chục trượng chuyển vào khúc quanh, thị tuyến của gã bị hàng liễu ngăn cản không trông thấy gì nữa. Vì tiểu bảo lên cỗ xe của mình ngồi rồi bảo phu xe chạy ra hướng Tây chứ không trở về thành Bắc Kinh nữa. Tên phu xe ngần ngừ, gã liền lấy 10 lạng bạc ra đưa cho hắn hỏi, ta mướn ngươi 10 lạng bạc trong 3 ngày đủ chưa? Tên phu xe cả mừng đáp, 10 lạng thì mướn cả một tháng cũng đủ rồi. Tiểu nhân cảm ơn và xin hết sức hầu hạ công tử cho đến nơi. Công tử muốn đi hay muốn dừng lại lúc nào, Tiểu nhân xin làm theo lập tức Tối hôm ấy vì tiểu bào vào ngủ trọ trong một tiểu khách điếm cách thành Bắc Kinh hơn 20 dặm về phía Tây Nam dưới ánh đèn gã mở cái bọc mà Phương Di đưa cho lấy tấm áo lót màu đen ra mặt tay gã đụng vào tường chừng hãy còn hơi ấm áp vì tiểu bào cởi áo bảo ra mặc áo lót vào rồi lên giường nằm ngủ Sáng hôm sau gã tỉnh dậy rất sớm cảm thấy đầu nhức như muốn bể đôi mắt trầm trọng không sao mở ra được chân tay mềm nhũn khó bê cử động, chẳng khác người trong giấc mơ. Vì tiểu bảo muốn mở miệng la lên mà không la thành tiếng. Sau gã mở được mắt ra nhìn thì dưới đất có ba người nằm sóng sượt. Gã kinh hãi không biết thế nào mà kể, đứng thộn mặt ra hồi lâu. Sau gã chân tĩnh tâm thần, gắng gượng ngồi dậy thì thấy một người ngồi ở trước giường đang nhìn gã mà cười hì hì. Vì tiểu bảo bỗng la lên thành tiếng, ô hay, người kia cười hỏi, bây giờ ngươi mới tỉnh ư? nhưng người này chính là đào Công nga vì tiểu bảo vững dạ lắp bắp hỏi đào tỷ tỷ đào cô cô vụ này là thế nào đây đào Công nga cười nói người kêu ta bằng tỷ tỷ hay cô cô thì kêu nguyên một thứ đừng xưng hô loạn xa ngầu như vậy vì tiểu bảo cười đáp tiền bối đáng là cô cô vậy tại hạ kêu bằng cô cô đào cung nga mỉm cười hỏi người thử coi ba người này là ai vì tiểu bảo lồm cồm bò dậy chân gã nhuốm ra quỳ hai gối ngồi phệt xuống đất gã phải chống tay mới đứng dậy được bỗng nhìn thấy ba xác chết nằm dưới đất toàn là người lạ gã kinh ngạc hỏi lại đào cô 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 đã cứu mạng cho tại hạ ư đào công nga mừng cười nói từ nay ngươi đi đường một mình nên coi chừng trong việc ăn uống giả tỷ ngươi đi với bát tí viên hầu từ thiên xuyên thì quyết không mắc bẫy vì tiểu bảo hỏi đêm qua có phải tại hạ bị người ta đánh thuốc mê không Đào Công Nga mỉm cười đáp, gần đúng như vậy, vì tiểu bảo ngẫm nghĩ một lúc rồi nói, chắc là trong nước trà có điều chi cổ quái. Tại hạ uống vào thấy có mùi chua chua lại ngon ngọt, ngọt. Gã cầm hồ trà lên chưa mở nắp ra đã thấy khác lạ. Gã nhớ đêm qua lúc đi ngủ, hồ trà còn đến quá nửa, mà bây giờ tay cầm nhẹ bẫng. Trong hồ hết nước rồi, gã dốc ngược hồ lên, quả nhiên không thấy nước chảy ra, liền hỏi, đây có phải là hắc điếm không? đào công nga đáp đây nguyên là bạch điếm nhưng từ khi ngươi vào rồi nó biến thành hắc điếm vì tiểu bảo vẫn còn nhức đầu như búa bổ gã đưa hai tay chống lấy chán rồi nói vụ này tại hạ không hiểu gì hết đào công nga nói ngươi đến vào điếm chưa bao lâu thì có người trói vợ chồng chủ quán cùng điếm tiểu nhị thế là bạch điếm biến thành hắc điếm một tên đạo tặc lột áo của điếm tiểu nhị mặc vào mms gã bỏ một nắm thuốc bột vào hồ trà cho ngươi uống lúc ấy ta thấy ngươi đang thay áo định chờ ngươi thay áo xong rồi sẽ lên tiếng cảnh cáo không ngờ ngươi cầm tấm áo lót ngồi ngơ ngẩn xuất thần không hiểu ngươi có tâm sự gì ta chờ một lúc trở lại coi thì ngươi đã uống trà rồi may đó chỉ là thuốc mê chứ không phải độc dược vì tiểu bảo nghe mụ nói thế bất giác thẹn đỏ mặt lên vì đêm qua lúc gã lấy tấm áo lót trong lòng nghĩ vơ vẩn là tấm áo này phương di vẫn mặc trong mình lúc ấy gã mặc nó tưởng chừng như ôm lấy nàng, bây giờ gã nghĩ tới chỗ đó lại bẽn lẽn vô cùng. đào công nga tuy đã lớn tuổi, nhưng là một vị công nữ không lấy chồng. mụ ngó qua cửa sổ thấy vi tiểu bảo cởi trần để thay áo lót, dĩ nhiên mụ không muốn ngó lâu. đào công nga nói: hôm qua ta cùng ngươi chia tay rồi trở về công thì thấy trong ngoài đều bình tĩnh, chẳng có chuyện gì, lại cũng chẳng thấy phát tang thái hậu. ta rất lấy làm kỳ vội vã cải trang đến cung từ ninh dò xét thì nhất thiết mọi việc như thường. Té ra Thái Hậu không chết, mụ ngừng lại một chút rồi tiếp thế là hỏng rồi, ta tưởng Thái Hậu chết thì bọn ta cứ ở lại trong cung cũng được. Đêm qua nhát đau đó mà không đâm chết được bà thì phải lập tức rời khỏi Hoàng Cung. Ta còn phải thông chi cho ngươi để ngươi đừng trở về cung mà rước lấy cái chết. Vì tiểu bảo vờ kinh hãi nói, ủa, té ra mụ điếm giả chưa chết, nếu vậy thì nguy quá miệng gã nói vậy mà trong lòng không khỏi hổ thẹn tự nhủ hôm qua mình vội quá quên không nhắc mụ vụ này vì mình tưởng mụ biết rồi đào công nga nói ta vừa chờ gót liền thấy ba tên thị vệ ở công tử ninh đi ra chúng vừa đi vừa nấp nánh khiến ta động mối hoài nghi tưởng thái hậu sai chúng đi bắt ta nhưng ta thấy bọn chúng không đi về phía phòng ngủ của ta ta cũng không dành để theo dõi xem chúng làm gì phải trở về phòng thu dọn ít đồ lặt vặt và cải trang xong liền qua phòng ngự thiện do cửa ngách ra khỏi hoàng cung vì tiểu bảo mỉm cười nói té ra cô cô đã trá hình bọn đầu bếp của phòng ngự thiện nên biết trong phòng ngự thiện cần dùng rất nhiều đầu bếp người trẻ củi kẻ bốc than người mổ gà rửa rau nhóm bếp rửa bát chén cùng bao nhiêu tạp dịch đều do bọn đầu bếp phụ trách những người ra vào ngự thiện phòng ít ai để ý đến đào công nga lại nói ta ra khỏi hoàng cung liền gặp ba tên thị vệ kia dĩ nhiên chúng đã cải trang mỗi tên tay dắt một con ngựa tỏ ra có cuộc đi xa vì tiểu bảo ồ lên một tiếng rồi vung chân trái đá và một xác chết hỏi phải chăng là ba vị nhân huynh này đến đây mở hắc điếm đào công nga cười đáp kể ra mình phải tạ ơn ba ông bạn này mới phải vì không có họ đưa đường thì ta khó mà tìm ra ngươi ai mà biết ngươi đi quanh ra phía tây ta thấy bọn họ ra cửa tây thành dọc đường đến phạn điếm nào cũng hỏi có gã thiếu niên chừng 16 tuổi đi một mình không. Quả nhiên chúng vâng lệnh Thái Hậu đi bắt ngươi, đến chiều tối bọn chúng mới điều tra ra nơi đây, ta liền theo chúng đến chốn này. Vì tiểu bảo trong lòng cảm kích nói giả tỷ không được cô cô cứu cho thì bây giờ Đức Diêm Vương có hỏi tại hạ cũng không biết đường nào mà trả lời. Tỷ dụ ngài hỏi, vì tiểu bảo, người chết trong trường hợp nào? Tại hạ đành đáp, tâu đại vương, vì thần chết một cách hồ đồ chẳng hiểu gì cả. Hồi 68, Đào Hồng Anh hé màn bí mật. Đào Công Nga ở trốn thâm cung mấy chục năm, ít khi trò chuyện cùng ai. Mụ nghe Vi Tiểu Bảo nói năng bẻ mép cũng lấy làm hứng thú, vừa cười vừa bảo gã ta chắc Diêm Vương thết tả hữu kéo thằng lỏi này ra đánh cho gã một chập. Vi Tiểu Bảo cười hỏi, thật thế không, nhất định Diêm Vương lão ra nổi lôi đình, dâu chồng ngược lên ngài quát, lúc sống mi hồ đồ thì còn được sao chết rồi mi cũng hồ đồ. Nếu nơi chấm đây toàn loại quỷ hồ đồ thì chấm cũng thành một vị diêm chúa hồ đồ hay sao? Rồi cả hai cùng cười rộ. Vì tiểu bảo lại hỏi, sau còn gì nữa? Đào công Nga đáp, ta nghe bọn chúng ở dưới bếp bàn khẽ với nhau. Một tên nói, Thái hậu ban thánh dụ bắt sống được thằng tiểu quỷ đó là hay nhất. Bằng không cứ chém cho gã một đao chết tươi. Có điều phải lục soát trong mình gã hễ thấy thứ gì đều phải đem về phúc trình hết không được thiếu một vật tên khác nói gã tiểu quỷ lớn mật dám lấy cắp cả kinh phật mà thái hậu hàng ngày tụng niệm quả gã không muốn sông nữa trách gì thái hậu chẳng nổi nóng thái hậu còn dặn đi dặn lại vật trọng yếu nhất là mấy bộ kinh phật của ngài mụ ngừng lại một chút rồi hỏi tiểu huynh đệ ngươi có lấy kinh phật của thái hậu thật không phải chăng tổng đà chủ của tiểu huynh đệ đã sai ngươi lấy thứ đó mụ vừa hỏi vừa nhìn vi tiểu bảo không chớp mắt vì tiểu bảo động tâm, đột nhiên gã tỉnh ngộ, tự nhủ, phải rồi, mụ này đêm trước rục tìm trong phòng thái hậu đúng là tìm mấy pho tứ thập nhị chương kinh này đây. Gã làm bộ ngơ ngác hỏi lại, kinh vật nào, tổng đà trù của tại hạ không lại đức Bồ Tát bao giờ, tại hạ cũng chưa từng thấy lão nhân gia đọc kinh kệ chi hết. Đào công Nga tuy võ công cao thâm, nhưng mụ ở trong cung cấm từ thuở nhỏ, ít va chạm với người đời nên không hiểu mấy về nhân tình thế cố nên biết ở trong hoàng cung vi tiểu bảo hàng ngày phải giao thiệp với bọn thị vệ, thái giám, lại thường chạm chán hoàng đế, thái hậu cùng những bậc vương công đại thần, lúc nào gã cũng hòa mình với những người toan dùng âm mưu quỷ kế để đối xử với nhau hoặc khuynh loát nhau. Gã lăn lộn đã nhiều nên cơ biến vô cùng, có thể nói khắp mình gã là đao là kiếm, còn đào cung Nga chỉ bầu bạn với mấy mụ cung nữ già. Cả năm thường không nói đến mấy chục câu, ngoài ra mụ chẳng gặp ai nữa vì thế mà giữa mụ cùng vi tiểu bảo, phần cơ trí khác nhau một trời một vực. Mụ thấy vi tiểu bảo hãy còn ngây thơ thì nghĩ bụng ta đã cứu mạng gã, tất gã cảm kích vô cùng, chắc chẳng khi nào gã lừa gạt ta. Và trẻ nít có bao giờ biết nói dối, huống chi ta đã lục soát những bọc của gã nào có thấy gì đâu. Mụ gật đầu nói ta thấy bọn chúng mở bọc của ngươi ra lục soát rất kỹ thì chỉ có hai bản võ công bí quyết bọn chúng không quyết định được đó có phải là kinh phật của thái hậu hay không vì tiểu bảo la hoàng trời ơi đó là bí quyết võ công do sư phụ tiểu đệ viết tay để tiểu đệ gian liền bọn chúng mà lấy mất thì hỏng bét rồi đào công nga mỉm cười nói người đừng lo cái đó còn im nguyên trong bọc của ngươi ba tên kia tìm thấy mấy chục lạng bạc mắt chúng đỏ lên tranh luận phân chia món đó ta nghe mà tức mình liền tiến vào liệu lý hết cả chỉ có mấy pho kinh vật là vấn đề trọng đại ta tưởng ngươi đưa cho từ thiên xuyên và hai cô kia đem đến thạch gia trang cất giấu bọn địch nhân đã trừ khử xong rồi không còn gì đáng ngại liền để ngươi ngủ yên ta lại lên ngựa chạy xuống phía nam đến bên ngoài một tòa khách điếm thấy có cỗ xe lớn đậu tại đó muốn lục soát nhưng bát tí viên hầu từ thiên xuyên là người cơ cảnh vô cùng ta vừa bước lên nóc nhà lão đã biết rồi bất đắc dĩ ta lại phải một phen động thù vì tiểu bảo ngắt lời, lão không phải là địch thủ của cô cô. Đào công Nga đã, ta vốn không muốn đắc tội với bọn thiên địa hội các ngươi, nhưng chẳng còn cách nào khác. Ta điểm huyệt cho gã ngã ra và xin lỗi lão đừng có buồn giận. Tiểu huynh đệ, lần sau tiểu huynh đệ có gặp lão, ta nhờ ngươi truyền lời từ ta. Người nói dùm ta vì bất đắc đê mà đã đắc tội với lão. Mụ ngừng lại một chút rồi tiếp ta lục soát trong đám hành lý của ba người và tra xét cả trên xe nữa nhưng chẳng thấy chi hết liền giải khai huyệt đạo cho họ. Lúc ra đi ta chạm chán một người võ lâm, người này nhảy lên nóc nhà nấp nánh nghe ngóng. Ta thấy thân thủ của gã chẳng có gì là cao minh và từ thiên xuyên có thể đối phó được dễ dàng. Mặt khác ta vẫn lo ngươi bị xảy đến những chuyện bất chắc, liền bỏ mặc gã, lên ngựa chạy về đây. Vì tiểu bảo nói, té ra tiểu đệ nằm ngủ mơ màng chẳng biết gì, mà trong khi đó cô cô đã làm rất nhiều việc. Đào công Nga trầm ngâm một lúc rồi lại hỏi, tiểu huynh đệ, người theo hầu hoàng thượng bấy lâu có nghe ngài nói đến tứ thập nhị trương kinh bao giờ chưa? Vì tiểu bảo đáp dường như Thái Hậu và Hoàng thượng rất chú ý đến pho kinh Phật con khỉ gì đó. Thực ra nó chẳng được lợi con mẹ gì. Thái hậu là người tồi bại thì mỗi ngày có niệm đến ngàn lần A-di-đà Phật hay quan thế âm Bồ-Tát, các ngài cũng chẳng bảo hộ cho. Đào công Nga không để gã hết lời, mụ hỏi ngay, Hoàng thượng và Thái hậu bảo sao? Vì tiểu bảo đáp, Hoàng thượng phái tài hạ cùng đi với sách ngạch đồ đại nhân đến phủ ngao bái lục soát và căn dặn tiểu đệ phải cố từng cho được hai pho tứ cái gì kinh, dường như có chữ thập và chữ nhị nữa. Đào công Nga lộ vẻ vui mừng hỏi, phải rồi, phải rồi đúng là tứ thập nhị trương kính tiểu huynh đệ có tìm thấy không vì tiểu bảo trước ở trong kỹ viện thành dương châu đã thạo nghề nói dối gã biết rằng nếu phủ nhận ngay tất khiến đối phương sinh lòng ngờ vực phần lớn phải nói thật chỉ chêm vào một vài câu giả dối thì người nghe khó mà phân biệt được gã liền đáp tại hạ đã mù chữ thì còn biết nó là tứ thập nhị trương kính hay ngũ thập tam trương kính con khỉ gì sau sách đại nhân kiếm được đưa cho tại hạ đem về công giao cho thái hậu bà mừng quá, thưởng cho vô số bánh trái kẹo mứt. Còn mẹ nó, mụ điếm già thật là keo kiệt, mụ không cho vàng cho bạc, lại đi dỗ trẻ nít bằng mấy gói kẹo mứt. Tiểu đệ mà biết sớm mụ tồi tàn như vậy thì đã cho mẹ nó vào bếp lửa làm cùi rồi. Đào công Nga vội nói, không đốt được, không đốt được, vì tiểu bảo cười nói, tại hà cũng biết là không đốt được. Hoàng thượng mà hỏi sách đại nhân là khám phá ra ngay đào công nga trầm ngâm một chút rồi hỏi tiểu huynh đệ nói vậy thì trong tay thái hậu ít ra là có đến hai bộ tứ thập nhị trương kinh phải không vì tiểu bảo đáp e rằng bà có đến bốn bộ chứ không phải hai đào công nga sửng sốt hỏi có những bốn bộ ư sao ngươi ngươi lại biết thế vì tiểu bảo đác nguyên bà có một bộ tại hạ đem về hai bộ bà lấy ra mờ để trên bàn đối chiếu với bộ kia quả đúng như nhau Đêm trước tại hạ nấp ở dưới gầm giường lại nghe bà nói với tên đàn ông hóa trang làm cung nữ là bà đã sai quan ngự tiền thị vệ phó tổng quản tên gọi Thụy Đống đến phủ một vị thân vương lấy một bộ nữa. Đào công Nga nói, phải rồi, thế là trong tay bà mình tính ra bốn bộ, không chừng bà có đến năm sáu bộ cũng nên. Ngủ đứng lên đi mấy bước rồi hỏi, tiểu huynh đệ, đêm hôm trước ngươi nằm dưới gầm giường Thái Hậu làm gì vậy? Vì tiểu bảo đã đào cô cô, tại hạ có nói với cô 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 cũng đừng tiết lộ ra ngoài không thì nguy lắm đó có khi bị sư phụ giết chết nữa đào công nga nói nếu là đại sự cơ mật của thiên địa hội thì tiểu huynh đệ bất tất phải nói với ta vì tiểu bảo đáp dạ gã ngần ngại một chút rồi tiếc cô cô là người tốt tại hà có nói cũng chẳng hề chi thiên địa hội đã cùng tiểu vương gia ở mộc vương phủ bắt tay tuyên thệ ai mà nghĩ cách đánh đồ được tên đại gian ác ngô tam quế khiến cho cả nhà hắn phải chết chém là có thể truyền hiệu lệnh cho đối phương phải tuân hành. Gia sư sai tại hạ nằm vùng trong hoàng cung để dò la tin tức xem có chỗ nào hạ được ngô tam quế chăng. Việc này mà thành tựu thì bao nhiêu người trong mộc vương phủ sẽ do bọn thiên địa hội của tại hạ chỉ huy. Vì thế mà tại hạ thường đến nghe ngóng ở nơi hoàng thượng và thái hậu. Đào công Nga thở phào một cái nói, té ra là thế bất luận là ai hất đổ được tên gian tặc ngô tam quế cũng làm cho người thiên hạ khoan khoái vô cùng vì tiểu bảo nói cô 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 có giúp thì giúp tại hạ chứ đừng giúp bọn mộc vương phủ nhé đào công nga ngần ngừ một chút rồi đáp bản tâm ta nghĩ không tiện giúp bên nào nhưng nếu gặp cơ duyên thì ta nhất định giúp tiểu huynh đệ vì tiểu bảo cả mừng nói đa tả cô cô đào công nga thở dài nói đáng tiếc là cả ta lẫn ngươi đều chẳng thể về cung được nếu không thì ta giúp được ngươi mà ngươi cũng giúp được ta nữa. Vì tiểu bảo nói, hoàng thượng thương yêu tại hạ lắm, tại hạ có lẻn về cung bái kiến ngài, nhất định ngài không báo cho thái hậu hay. Hơn nữa, cô cô đã đâm thái hậu một đau khá nặng, tuy hiện giờ thái hậu chưa chết ngay nhưng chắc bà có thể khỏi được chỗ đau thương đó. Đào cung Nga Dương cặp lông mày lên nói, phải rồi, tiểu huynh đệ nói cũng có lý, tiểu huynh đệ công việc mà ta trông chờ ở tiểu huynh đệ là làm sao đánh cắp được mấy pho tứ thập nhị trương kinh đó cho ta vì tiểu bảo trầm ngâm một lúc rồi đáp nếu thái hậu không sống được tại hạ e rằng mấy pho kinh sách đó sẽ bỏ vào quan tài chôn theo bà đào công nga nói không có đâu nhất định là không có đâu ta chỉ lo giáo chủ thần long giáo đi nước cờ cao là họ thắng cuộc họ nhanh chân hơn sẽ lấy được trước là hỏng bét đây là lần đầu tiên vi tiểu bảo nghe nói đến giáo chủ thần long giáo gã hỏi lại thần long giáo chủ là nhân vật như thế nào đào công nga không trả lời câu hỏi của gã mụ đi quanh trong phòng mấy lượt liếc mắt nhìn qua giấy dán cửa sổ đã thấy hơi rõ biết là trời sắp sáng mụ quay lại bảo gã nơi đây nói chuyện không tiện e rằng trong vách có tai chúng ta đi quách mụ cúi xuống hai tay cắp hai tử thí ra ngoài cửa điếm bỏ vào trong xe rồi trở về phòng đem nốt xác chết thứ ba lên xe may ở chỗ mụ dùng thủ kinh làm đứt đoạn kinh mạch ba người nên chúng chết mà không đổ máu xác đem đi rồi phòng vẫn sạch không mụ nói chủ quán cùng tên phu xe của ngươi đều bị trói lại bây giờ cứ để họ cửa cậy rồi tự cởi lấy mụ cùng vi tiểu bảo lên ngồi vào chỗ xa phu cho xe chạy về phía tây đi được chừng bầy tám dặm thì trời sáng tỏ. Đào công Nga đem ba xác chết bò vào trong một cái mả đổ nát giữa đám phần mụ ngủn ngang. Mụ lại lượm đá lấp đi rồi trở ra xe nói, bây giờ chúng ta ngồi trên xe vừa đi vừa nói chuyện thì chẳng còn lo có người nghe tiếng nữa. Vì tiểu bảo cười hỏi, biết đâu dưới gầm xe không có người ẩn nấp. Đào công Nga không khỏi giật mình đáp, phải đấy, ngươi còn cẩn thận hơn ta. Ngụ cầm roi quất một phát cây roi này dường như tự động cong lại chui vào gầm xe đập đánh cách một tiếng. Đào công Nga quất ba phát biết đích không có người liền cười nói, ta không hiểu gì về cách phòng những hành động của người giang hồ. Lúc này cỗ xe lớn đi trên đại lộ, bốn mặt là đồng nội hoang vu. Đào công Nga chậm rãi nói, người cứu mạng ta rồi ta lại cứu mạng ngươi. Thế là chúng ta cũng như đôi bạn sinh tử có nhau, hoạn nạn chia sẻ. Từ nay trở đi cuộc tương trợ lẫn nhau càng nhiều hơn. Tiểu huynh đệ, kể tuổi thì ta đáng làm mẫu thân ngươi lại được ngươi không rẻ bỏ kêu bằng cô cô vậy ngươi có chịu bái ta làm cô mẫu để ta nhận ngươi làm điệt nhi không vì tiểu bảo nghĩ bụng làm điệt nhi mụ cũng chẳng mất vốn mất lãi gì hiện giờ ta đã kêu mụ bằng cô cô rồi gã vội đáp vậy thì hay lắm nhưng có điều nỗi ta rất xúi chỉ sợ cô cô hiểu rồi không chịu nhận tại hạ làm cháu nữa đào công nga hỏi điều chi vậy vì tiểu bảo đáp tại hạ không cha mà má má lại là một mụ điếm ở kỹ viện. Đào cung Nga sừng sốt một chút rồi càng lộ vẻ mừng vui nói, "Hảo Điệt Nhi, anh hùng nào sợ xuất thân hèn. Đức thái tổ hoàng đế của chúng ta đã làm hòa thượng lại làm kẻ lưu manh vô lại thì đã sao đâu. Cả đến chuyện này ngươi cũng không giấu giếm đủ tỏ ngươi rất chân tâm với cô cô thì cô cô còn giấu ngươi thế nào được." Vì tiểu bảo nghĩ bụng, "Má má ta làm điếm, Mao thập bát đại ca đã biết rồi thì còn giấu ai được nữa." Muốn lừa gạt người đời thì trước hết là phải đem những chuyện bí ẩn không ai nhìn thấy được của mình nói trước cho họ biết. Gã liền nhảy xuống đất quỳ lại nói, "Điệt nhi là vi tiểu bảo, xin bái kiến cô cô." Đào công nga mấy chục năm trời ở trốn thâm cung không một thân nhân, cả câu nói về mặt cảm tình mật thiết cũng chưa từng được nghe. Bây giờ mụ thấy vi tiểu bảo kêu mình một cách tha thiết như vậy, bất giác lòng mụ nhũn ra, vội nhảy xuống xe đỡ gã dậy cười nói, "Hảo Điệt nhi, từ nay trở đi" Đời ta thêm một thân nhân, mụ nói tới đây không nhịn được, hai mắt ứa lệ. Mụ vừa cười vừa lau nước mắt nói, người coi đó, cô cô cảm xúc đến xa lệ. Hai người lại lên xe ngồi, đào công Nga tay phải cầm dây cương, tay trái nắm lấy tay mặt vi tiểu bảo. Mụ để cho lừa đi bước một nói tiếp hảo điệt nhi, ta họ đào, đó là họ thật, khuê danh là Hồng Anh. Ta vào công từ ngày 12 tuổi, đến năm sau ta được hầu hạ đại công chúa vì tiểu bảo hỏi đại công chúa ư đào hồng anh đáp phải rồi đại công chúa là vị công nương lớn còn đức sùng trinh hoàng đế nhà đại minh ta vì tiểu bảo nói ủa té ra cô cô tiến cung từ hồi đức sùng trinh nhà đại minh đang tại vị ư đào hồng anh đáp đúng thế khi đức sùng trinh hoàng đế ra khỏi cung ngài cầm kiếm chặt đứt cánh tay đại công chúa ta đứng bên chính mắt trông thấy đức sùng trinh toan chém nữa Ta liền nhảy sổ lại phục lên trên người công chúa, thanh kiếm của đức hoàng đế chém trúng bả vai sau lưng ta. Ta đau quá ngất đi, khi tỉnh lại thì không thấy hoàng đế cùng công chúa đâu nữa. Trong hoàng cung nhốn nháo cả lên, không ai hỏi gì đến ta. Đào Hồng anh ngừng lại một chút rồi nói tiếp, chẳng mấy chốc sấm tặc tiến vào cung, sau quân thát đát nhà Mãn Thanh lại vào đuổi sấm tặc, chiếm lấy hoàng cung. Hỡi ơi, đó là sự việc xảy ra lâu năm rồi. Vì tiểu bảo hỏi, đại công chúa không phải là con ruột đức sùng trinh hay sao mà ngài lại định chém chết nàng? Đào Hồng Anh thở dài đáp, đại công chúa là con ruột của sùng trinh hoàng đế mà ngài lại rất sùng ái khi đó kinh thành thất thủ quân giặc tiến vào. Đức vua quyết lòng tuẫn quốc, ngài sợ công chúa bị giặc làm ô nhục nên mới giết nàng trước. Vì tiểu bảo nói, té ra là thế, việc mình tự động thủ giết con không phải dễ dàng nghe nói sùng trinh hoàng đế sau bị chết treo ở môi sơn phải không? Đào Hồng Anh đáp, sao ta cũng nghe người ta đồn như vậy? Quan thát đát nhà mãn thanh do mô tam quế đưa vào qua cửa ải đánh đuổi sấm tặc chiếm lấy giang sơn nhà đại minh. Những thái giám cùng cung nữ ở trong cung người phần có đến 8,9 đều được thả ra, chẳng hiểu có đúng thế không? Khi đó ta còn nhỏ tuổi, lại bị thương nằm trong phòng tối đen chẳng ai hỏi gì tới mãi đến ba năm sau ta mới tìm gặp được sư phụ vì tiểu bảo hỏi võ công cô cao thâm như vậy thì dĩ nhiên chắc bản lãnh của lệnh sư ghê gớm lắm khắp thiên hạ khó có người bì kịp phải không đào hồng anh đáp sư phụ ta bảo thiên hạ rất nhiều cao nhân võ công của chúng ta chưa đáng kể vào đông sư phụ ta vâng lệnh của thái sư phụ trà trộn vào cung làm cung nữ Mụ vung roi lên không một cái cho nó bật thành tiếng lách cách rồi nói tiếp, sư phụ ta tiến công với mục đích dò xét tám pho tứ thập nhị chương kinh. Vì tiểu bảo hỏi, tất cả có tám pho ư? Đào hồng anh đáp, tất cả có tám pho vì người mãn châu chia làm tám màu cờ. Vàng, trắng, đỏ xanh bốn màu chính và bốn màu viền. Mỗi vị chủ kỳ giữ một bộ. Vì tiểu bảo nói, thế thì phải rồi tiểu điệt thấy mấy pho kinh của thái hậu bất đồng màu sắc với hai pho lấy được ở nhà ngao bái pho thì bọc bằng bìa tia à ắng pho thì bọc bằng vải viền đỏ đào hồng anh nói nguyên bìa bọc tám pho kinh này là theo màu sắc của bát kỳ đáng tiếc là ta chưa từng được thấy qua vì tiểu bảo nghĩ thầm trong tay ta có sáu pho vậy còn hai pho nữa không biết ở đâu không hiểu tám pho kinh sách này có điều chi cổ quái chắc cô cô biết rồi vậy ta phải hỏi cho ra mới được. Gã giả vờ ngớ ngẩn nói, té ra thái sư phụ lão nhân gia của cô cô thành tâm niệm Đức Bồ Tát. Những Phật kinh ở trong cung dĩ nhiên là đồ quý trọng đặc biệt, không chừng dùng hoàng kim làm nước mực để viết kinh. Đào Hồng Anh nói, không phải thế, Hảo Điệt Nhi, bữa nay ta nói cho ngươi nghe, ngươi không được tiết lộ với ai. Vậy ngươi hãy phát thệ đi, chuyện phát thệ đối với vi tiểu bảo là rất tầm thường bữa này thì ngày mai gã lại quên ngay thì còn coi vào đâu nữa. Huống chi trong tám pho kinh sách này, gã đã lấy được đến sáu, khi nào gã còn đem những điểm bí mật trong kinh nói cho người khác hay. Gã liền thề, xin Hoàng Thiên Hậu thổ chứng giám, đệ tử là Vi Tiểu Bảo nếu đem những điều bí mật trong tứ thập nhị chương kính tiết lộ ra ngoài thì bị xét đánh bằng không cũng bị chết phanh thay dưới muôn ngàn lưỡi đao con thảm khốc gấp 10 tên sư huynh con khỉ của Thái Hậu giả làm cung nữ vừa bị chết mới đây. Đào Hồng Anh không nhịn được vì cười nói cách tuyên thể của người thật mới mẻ và cổ quái. Ta nói cho người biết khi bọn thát đát nhà mãn thanh tiến vào quan ải, không nghĩ đến việc chiếm giang sơn nhà đại minh. Người mãn châu đã ít, quân số không được nhiều. Bọn chúng chỉ mong vĩnh viễn đóng ở ngoài quan ải là lấy làm mãn nguyện rồi. Sau khi tiến vào cửa quan, bọn quân Bắc Kỳ thấy tiền bạc châu báu là ra tay cướp giật. Chúng cướp được những gì đều vận ra ngoài quan ải cất giấu. Khi ấy người nắm đại quyền là nhiếp chính vương, thúc vụ của thuận trị hoàng đế. Nhưng Bắc Kỳ ở Mãn Châu thì đạo quân cờ nào cũng có thế lực. Các kỳ chủ liền mở hội nghị họa thành đồ bản về những nơi bí mật cất giấu tài vật. Mỗi vị kỳ chủ đều giữ một bức địa đồ này. Vì tiểu bảo đứng dậy lớn tiếng ngắt lời. Ủa? tiểu điệt hiểu rồi cỗ xe chuyển động gã lại ngồi xuống nói tiếp tám bức địa đồ này chắc là giấu ở trong tám pho tứ thập nhị trương kinh kia đào hồng anh nói ta nghe chừng không hẳn như vậy sự thực ra sao chỉ có tám vị kỳ chủ của màu tám cờ hồi ấy là biết rõ còn ngoài ra đừng nói người hán chúng ta chẳng một ai hay mà cả đến những bậc vương công đại thần người mãn châu e rằng cũng ít người biết rõ ta nghe sư phụ nói người mãn châu giấu của báu ở một trái núi có long mạch của bọn chúng. Quan thát đát sở dĩ chiếm được giang sơn nhà đại minh ta, gây dựng cơ nghiệp làm nên hoàng đế hoàn toàn nhờ ở long mạch trái núi đó. Hồi 69, pho kinh Phật có gì bí ẩn? Vì tiểu bảo hỏi long mạch là cái gì? Đào hồng anh đáp đó là một nơi địa thế phong thủy rất đẹp. Tổ tiên người thát đát ở mãn châu táng tại trái núi ấy con cháu của họ hiền hách rồi vào làm hoàng đế đất Trung Nguyên cũng là nhờ ở Long Mạch nơi đây. Đào Hồng Anh ngừng lại một chút rồi tiếp, sư phụ ta có nói nếu tỳ nồ thấy tòa bảo sơn này mà chặt đất Long Mạch rồi đào mà lên thì bọn thát đát ở Mãn Châu chẳng những không làm hoàng đế được mà còn bị chết hết ở ngoài quan ải. Tòa và sơn đồ quan hệ như vậy nên thái sư phụ và sư phụ ta đã hao tổn tâm huyết để tìm kiếm Long Mạch đó đâu. Vụ bí mật trọng đại này có ghi trong tám bộ tứ thập nhị chương kinh vì tiểu bảo hỏi tại sao thái sư phụ của cô cô lại biết cả vụ bí mật của người mãn trông đào hồng anh đáp câu chuyện này dài lắm thái sư phụ ta nguyên là một người đàn bà dòng hán tộc ở đất cẩm châu thái sư phụ ta còn cho hay quân thát đát tiến vào quan ải rồi thấy đất đai trung nguyên của chúng ta rộng rãi bao la nhân dân cực kỳ đông đúc chúng vừa mừng vừa sợ tám vị kỳ chủ liên tiếp hội nghị mấy ngày trời tranh biện rất sôi nổi mà chưa quyết định được vì tiểu bảo hỏi, họ tranh luận điều chi? Đào Hồng Anh đáp, có kỳ chủ muốn chiếm Trung Quốc, có kỳ chủ lại cho là người Hán đông quá. Khi họ tạo phản hàng trăm người Hán xuống lại đánh một người Mãn Châu thì người Mãn còn sống làm sao được? Chỉ nên vào quan ải là cướp bóc một phen rồi rút lui ra ngoài quan ải là ổn thỏa hơn. Vì tiểu bảo hỏi, sao bọn họ đi tới giải pháp nào? đào hồng anh đáp sau cùng họ theo chủ ý của nhiếp chính vương một mặt đi cướp bóc lấy tiền bạc châu báu vận ra ngoài quan ải cất giấu một mặt cứ làm hoàng đế trung quốc nếu bọn người hán tạo phản mà người mãn châu lâm nguy thì rút lui ra ngoài sơn hải quan vì tiểu bảo hỏi thế ra ngày ấy bọn khát đát sợ hãi người hán chúng ta lắm hay sao đào hồng anh đáp cái đó đã hẳn bọn họ bây giờ cũng vẫn sợ có điều chúng ta không đồng lòng được mà thôi hảo điệt nhi hoàng đế thát đát thương yêu ngươi, nếu ngươi thám tính ra được tám pho kinh sách kia để ở đâu để chúng ta lấy cắp đem đi tìm long mạch bọn thát đát mà phá hủy. Còn tiền bạc cùng tài vật kia thì dùng làm binh phí cho bọn nghĩa quân. Thế rồi chúng ta khởi binh đánh một trận cũng đủ làm cho quân thanh bờ vía trốn ra ngoài quan ải. Vì tiểu bảo đối với việc phá hủy long mạch cùng khởi nghĩa binh đánh mãn thanh đều chẳng có chút nhiệt tâm nào, nhưng tính đến chuyện vàng bạc châu báu cất giấu ở tòa bảo sơn kia gã không khỏi động tâm, liền hỏi, cô cô, những điều bí mật trong tòa bảo sơn đó ghi ở tám bộ kinh sách thật không? Đào Hồng Anh đáp, Thái Sư Phụ ta đã nói với Sư Phụ là vị kỳ trù của đạo quân cờ viền xanh sau mấy ngày nội nghị trong phù. Nhiếp chính vương có bưng ra một cái bọc rồi đem cất giấu một cách trịnh trọng đào hồng anh ngừng lại một chút rồi kể tiếp một hôm vị kỳ chủ đó uống rượu say rồi nhìn tiểu phúc tấn dặn sau khi y chết pho kinh sách kia sẽ truyền cho con tiểu phúc tấn chớ không truyền cho con đại phúc tấn nhưng tiểu phúc tấn không lộ vẻ gì hứng thú hắn nói pho kinh phật đó chẳng có gì quý báu vị kỳ chủ kia liền bảo hắn mệnh căn cả bắt kỳ là ở trong đó như vậy là nó quan hệ vô cùng kỳ chủ còn nói cả đến lai lịch pho phật kinh cho tiểu phúc tấn nghe thái sư phụ ta đứng ngoài cửa sổ nghe lỏm được mới hiểu rõ những điều bí ẩn bên trong. Vì tiểu bảo hỏi, thế rồi sao nữa? Đào hồng anh đáp, khi ấy võ công của thái sư phụ ta đã khá lắm. Sư phụ ta theo học lão nhân gia được nhiều năm, thái sư phụ liền phái sư phụ trà trộn vào làm cung nữ ở trong cung. Sư phụ ta tiến vào cung chưa bao lâu liền phát giác ra cung cấm là nơi rất xâm nghiêm. Một tên cung nữ không thể đi lung tung khắp trốn cả đến mặt hoàng đế cũng khó lòng được ngó thấy một lần việc lấy cắp kinh sách thật khó khăn vô cùng sư phụ nói chuyện với ta rồi nghe ta nhắc tới việc đại công chúa vua sùng trinh nhà minh ta đã tỏ rõ tấm lòng nhớ mến cựu chủ nên sư phụ thu ta làm đệ tử vì tiểu bào hỏi thảo nào thái hậu tìm trăm phương ngàn kế để lấy cho bằng được những pho kinh sách có điều bà là người mãn châu thì dĩ nhiên không lấy kinh sách để đi phá long mạch có chăng bà chỉ tham lam tiền bạc cất ở trong tòa bảo sơn kia mà thôi. Nhưng tiểu điệp nghĩ rằng bà ta là một vị hoàng thái hậu muốn chi con ấy còn tham lam tiền bạc cùng châu báu làm chi. Đào hồng anh đáp không chừng trong tòa bảo sơn còn có điều chi cổ quái khác nữa mà cả thái sư phụ ta cũng chưa biết đến. Thái sư phụ ta đã toan hạ thủ lấy cặp pho kinh sách của kỳ chủ đạo cơ viền xanh, nhưng bất hạnh hành động của lão nhân gia bị phát giác rồi bị chết sau một cuộc từ chiến cả sư phụ ta cũng ở trong cung một thời gian nữa rồi bị bệnh mà mất. Lúc lâm tử lão nhân ra dặn đi dặn lại ta tìm cách lấy cắp pho kinh kia. Sư phụ còn dặn việc lấy cắp kinh sách này cực kỳ gian nan, sức ta không làm nổi thì nên thu một đệ tử ở trong cung có thể tin cậy được mà lưu truyền chuyện bí mật về kinh sách lại cho y, nói tóm lại, vụ này một đời làm không thành thì đời sau lại nối tiếp, chứ không để chuyện bí mật này mai một. Vì tiểu bảo nói, dạ dạ điều đại bí mật đó mà để thất truyền thì biết bao nhiêu vàng bạc châu báu kia, há chẳng đáng tiếc du. Đào Hồng Anh mỉm cười ngắt lời, vàng bạc châu báu thì chẳng cần gì, nhưng giang sơn của người Hán chúng ta mà để bọn thát đát nhà mãn thanh đời đời chiếm đoạt là một điều rất oán hận. Vì tiểu bảo nói theo chiều, cô cô dậy trí phải, nhưng trong lòng gã nghĩ thầm, vàng bạc, châu báu xếp đống bằng hàng ngàn hàng vạn mà không lấy ra phung phí một phen cho thỏa thích mới là điều đáng tiếc nhất nên biết gã còn nhỏ tuổi quá việc quân mãn châu tàn sát người hán thảm khốc thế nào gã chỉ được nghe người ta kể lại chứ chưa từng trải qua nên không hiểu rõ lắm những cảnh bi đát phải chính con người bị nạn mới biết nó thống thiết lâm ly đến thế nào thời gian gã ở hoàng cung trung động với số đông là người mãn thanh chỉ thấy một mình thái hậu là nhân vật độc ác đáng hận còn từ nhà vua trở xuống bất cứ ai cũng đối xử với gã tử tế gã không trực giác thấy người mãn châu hung bảo tàn ác chi hết gã cũng biết nếu gã không được nhà vua sùng ái thì những người quý tộc cùng các đại thần triều thanh tất không trọng vọng quý hóa gã như vậy nhưng dù sao gã cũng nhận thấy số đông người mãn châu rất hòa ái mà số hung dữ rất ít nên mối thù chủng tộc mối hận quốc gia đối với gã thật lạt lẽo chẳng thấm thía gì đào hồng anh lại nói ta ở trong hoàng cung bấy nhiêu năm mà chưa thu được tên đệ tử nào nguyên số công nữ đã chẳng có bao nhiêu mà ta gặp nếu không phải hạng ngu xuẩn hồ đồ thì cũng là phường yêu mị quỷ quái. Ngày ngày chỉ mong được hoàng đế để mắt đến đặng từ thân phận công nữ nhảy lên bậc phi tần. Đối với những hạng đó thì mình thổ lộ điều đại thần bí thế nào được. Mấy năm nay trong lòng ta canh cánh lo âu, nếu tình trạng này còn kéo dài, kinh sách không tì ngồ ra được mảy may manh mối, lại không thu nạp được một tên đệ tử vừa lòng, thì sau khi ta chết đi điều bí mật kia đành bỏ vào trong quan tài mà chôn sâu dưới đất. Bọn khát đát mãn châu ngồi yên trên giải giang sơn cầm tú của người Hán chúng ta. Đối với thái sư phụ và sư phụ còn chưa đáng kể, ta lại là tội nhân của đất nước. Hảo Điệt Nhi, ta vô tình gặp ngươi, thật vui mừng khôn xiết, vì tiểu bảo nói theo, tiểu điệt cũng hoan hỉ không biết đến thế nào mà nói. Có điều kinh sách gì đó tiểu điệt trăng để vào lòng. Đào Hồng Anh hỏi, vậy ngươi hoan hỉ điều chi? Vì tiểu bảo đã tiểu điệt không có thân nhân, má má lại là con người như vậy. Còn sư phụ khó lòng được gặp mặt, ngày nay bỗng thêm được một vị cô cô. Hảo cô cô, như vậy mà không đáng hoan hỉ cho tiểu điệt ư. Mùi miệng láo lỉnh, gã nói một hồi khiến cho Đào Hồng Anh rất cao hứng. Mụ cười nói, ta ở trong cung từ thuở nhỏ, tuy được sư phụ truyền dạy võ công, mà tình hình võ lâm chẳng biết chút gì ta đã mở co hai bản võ công bí lục của ngươi ở trong bọc nhận thấy những công phu trong hai bản đó chẳng những không giống nhau mà còn tương phản nữa là khác đó có phải là bí lục võ công của sư phụ ngươi truyền cho không vì tiểu bảo lắc đầu đáp không phải một bản của gia sư truyền lại còn một bản là của lão con rùa hải lão công đào hồng anh hỏi sư phụ ngươi là ai vì tiểu bảo đáp sư phụ của tiểu điệt là trần cận nam lão gia tổng đà chủ trong thiên địa hội đến cả nhân vật tiếng tăm lừng lẫy như Trần Cận Nam mà Đào Hồng Anh nay mới được nghe nói đến là lần thứ nhất. Mụ gật đầu nói, sư phụ ngươi đã làm tổng đà chủ thì võ công dĩ nhiên cao cường lắm rồi. Vì tiểu bảo đác đáng tiếc thời gian tiểu điệt đi theo sư phụ rất ngắn ngủi, nên chưa học được gì cả. Hảo cô cô, cô cô truyền thủ võ nghệ cho tiểu điệt được chăng? đào hồng anh ngần ngừ đáp nếu trước kia ngươi chưa từng học võ công thì dĩ nhiên ta đem hết những điều sở học truyền thụ cho ngươi chẳng khó khăn gì nhưng ngươi đã luyện qua võ công của sư phụ ngươi không cùng một đường lối với môn phái ta thì ta dạy ngươi chỉ có hại chứ chẳng ích gì theo ngươi nhận xét thì giữa ta và sư phụ ngươi võ công ai cao thâm hơn ai vì tiểu bảo tuy miệng yêu cầu đào hồng anh truyền thụ võ công nhưng gã chỉ là buột miệng nói lấy lòng mụ mà thôi Giả tỷ mụ chân tâm dạy gã thì gã lại kiếm cơ thoái thác. Vì gã mà học võ thì trễ nải việc lên Ngũ Đài Sơn. Và tính gã thích rong chơi hơn học, nên gã nghe mụ nói vậy liền đáp, "Cô cô, trước mặt cô cô, tiểu điệt không dám nói dối." Đào Hồng anh ngắt lời, "Trẻ nít dĩ nhiên phải giữ đạo thành thực là hơn." Vì tiểu bảo nói, tiểu điệt đã chứng kiến những tay cao thủ võ công cao cường tỷ đấu với sư phụ cũng chỉ được ba chiêu là bị kiềm chế và tỏ ra khâm phục gia sư vô cùng. Bảnh lãnh của cô cô e rằng chưa kịp gia sư. Đào Hồng Anh mỉm cười nói, đúng thế, ta cũng tin là còn kém sư phụ ngươi nhiều lắm. Ta liều mạng tỷ đấu với người đàn ông giả làm cung nữ, nếu không được ngươi đâm một đao vào sau lưng hắn thì mạng ta cũng hết rồi. Sư phụ ngươi có lý nào là hạng vô dụng đến thế? vì tiểu bảo nói có điều người công nữ giả đó quả nhiên lợi hại bây giờ tiểu điệp nghĩ tới hãy còn phát sợ đào hồng anh ra mặt co rúm lại mục quang lộ vẻ khủng khiếp ngó về phía trước ngơ ngẩn xuất thần vì tiểu bảo hỏi cô cô có phải cô cô trong mình khó ở không đào hồng anh không trả lời tựa hồ ngụ chưa nghe tiếng vì tiểu bảo hỏi lần thứ hai đào hồng anh run lên đáp không không có đâu bỗng nghe đánh cách một tiếng cây roi ngựa mụ đang cầm trong tay rớt xuống đất vì tiểu bảo nhảy xuống lượm cây roi rồi lại tung mình vọt lên xe con lửa vẫn chảy cỗ xe vẫn chuyển động mà gã nhảy lên xe ngồi vào nguyên vị một cách dễ dàng bằng một thân pháp mau lẹ gọn gàng gã đang lấy làm đắc ý chờ đào hồng anh tán dương mấy câu nhưng mụ lắc đầu nói hải tử rồi đây ngươi còn cần phải khổ luyện công mới được hiện giờ bản lãnh ngươi làm thái giám ở trong cung thì được nhưng bôn tẩu giang hồ thì còn kém lắm không bằng cả người chưa hiểu chút võ công nào vì tiểu bảo nghe mụ nói vậy mặt đỏ bừng lên đáp dạ nhưng gã tự hỏi võ công mình tuy kém cỏi nhưng sao lại không bằng người chưa hiểu võ công lại nghe đào hồng anh nói nếu ngươi chưa biết chút võ công thì người ta giết ngươi một cách khinh suất nhưng ngươi đã có võ công đối phương tất phải đề phòng ngươi phản kích khi đó họ ra tay chẳng nề nang gì nữa há chẳng nguy hiểm lắm ư vì tiểu bào hỏi, giả tỷ gặp bọn mờ hấp điếm hay những tên cướp gió thì sao? Đào hồng anh ngẩn người ra không trả lời ngay được. Sau một lúc mụ mới đáp, người nói cũng có lý. Trên trốn giang hồ, những quân trộm cướp lăng nhăng nhiều hơn là những tay cao thủ võ công tinh thâm. Dường như mụ không chấn tĩnh tâm thần, mụ trỏ vào một cây lớn ở mé hữu mé trước nói, chúng ta đến đó nghỉ một lúc để cho lửa ăn cỏ rồi sẽ đi đào hồng anh cao xe chạy đến gốc cây rồi hai người nhảy xuống sóng vai ngồi nghỉ đào hồng anh lại ngơ ngẩn xuất thần một lúc rồi đột nhiên cất tiếng hỏi có nói gì không y có nói năng gì không vì tiểu bảo không hiểu mụ hỏi ai gã ngừng mặt lên nhìn mụ không trả lời hai người trợn mắt lên ngó nhau để chờ đối phương phúc đáp vì chẳng ai hiểu được ý của ai sau lúc nữa đào hồng anh nhắc lại câu hỏi người có nghe y nói gì không mồi miệng y có mấp máy không vì tiểu bảo thấy thái độ mụ vơ vẩn thì ngấm ngầm kinh hãi nghĩ bụng, chắc cô cô bị ma làm hay là bị quỷ nhát. Gã liền hỏi, cô cô, cô cô ngó ai vậy? Đào hồng anh hỏi lại, ai đâu? Y là, người đàn ông hóa trang làm công nữ phải không? Vì tiểu bảo càng sợ run lên hỏi, cô cô thấy người công nữ giả đó, ở chỗ nào? Đào hồng anh như người trong mộng choàng tỉnh giấc hỏi lại, ta hỏi người đêm hôm ấy ở trong phòng thái hậu lúc ta chiến đấu với người công nữ giả. Ngươi có thấy y mở miệng nói năng gì không? Vì tiểu bào thở phào một cái đá ái trà, cô cô hỏi việc đêm hôm ấy, tiểu điệt có nghe y nói gì không? Tiểu điệt không nghe y nói gì hết. Đào hồng anh trầm giọng lắc đầu nói bản lãnh ta và y kém nhau rất nhiều. Y không cần niệm chú cũng thắng. Vì tiểu bảo chẳng hiểu gì cả liền tì nhù lời khuyên giải. Cô cô, cô cô bất tất phải nghĩ đến y nữa. Y đã bị chúng ta giết chết rồi còn sống lại làm sao được. Đào Hồng Anh lặp lại, y bị chúng ta giết chết, rồi không sống lại được nữa. Câu nói này cốt để cho mụ yên tâm ỉ ải, nhưng miệng mụ lặp lại mà vẫn lộ về khủng khiếp. Vì tiểu bảo nghĩ bụng, võ công mụ tuy cao cường nhưng lại nhát gan sơ quỳ. Mới giết có một người mà tâm thần đã sao xuyến. Hơn nữa người cung nữ giả kia là ta đâm chết, chứ có phải là mụ giết đâu. Mụ giết thái hậu nhưng bà ta lại không chết đào hồng anh hỏi y đã chết rồi dĩ nhiên chăng còn sợ gì nữa phải không vì tiểu bảo đáp đúng thế dù y có biến thành quỷ cũng không đáng sợ đào hồng anh nói cái gì mà ma với quỷ ta sợ là sợ đệ tử của giáo chủ thần long giáo cái người mà thái hậu kêu bằng sư huynh đó chắc là không phải ta coi võ công của hắn chẳng giống chút nào có phải thế không đúng là ngươi đã không nhìn thấy hắn máy môi máy miệng chứ vì tiểu bảo dĩ nhiên không thể phân biệt được gia số về võ công của người cung nữ giả bữa trước. Gã liền lớn tiếng, cô cô bất tất phải lo ông, cô cô nói đúng lắm, gia số võ công của người cung nữ đó không giống võ công thần long giáo chủ chút nào. Lúc y động thủ, y không nói gì, cô ơi, thằng cha thần long giáo chủ là nhân vật như thế nào? Đào Hồng Anh vội nói, Hồng Đại Giáo Chủ Thần Long Giáo Thần Thông Quảng Đại, võ công cao thâm khôn lường sao ngươi lại kêu ngài bằng thằng cha ấy, thằng cha kia? Hài tử, dù ở sau lưng ngài, cũng phải ăn nói cho có lễ độ không được đắc tội với ngài. Đồ tử đồ tôn của Hồng Đại Giáo chủ nhiều lắm, tin tức rất mau chóng. Ngươi chỉ thốt ra nửa câu bất kính cũng đến tay ngài và cái mạng ngươi không còn nữa. Ngụ vừa nói vừa ngơ ngác nhìn ngang nhìn ngửa, tựa hồ ở quanh mình có thuộc hạ của thần Long Giáo chủ đứng nghe trồm vì tiểu bảo hỏi thần long giáo chủ lợi hại đến thế ư chẳng lẽ quyền lực y còn lớn hơn cả đức hoàng đế đào hồng anh đã quyền lực ngài chưa chắc đã lớn hơn hoàng đế nhưng ngươi đắc tội với hoàng đế rồi trốn đi ẩn mình hoàng đế chưa chắc bắt được bằng ngươi đắc tội với thần long giáo chủ thì dù ngươi chạy đến bên trời góc biển cũng không có chỗ dung thân vì tiểu bảo nói nếu vậy thì thần long giáo hãy còn nhiều người thế lớn hơn thiên địa hội của bọn tiểu điệp nhiều phải không đào hồng anh đáp cái đó khó nói lắm thiên địa hội các ngươi chủ trương phản thanh phục minh hành động quang minh chính đại hảo hán giang hồ ai cũng kính trọng còn hành động của thần long giáo thì khác hẳn ta chỉ biết vậy mà thôi vì tiểu bảo hỏi có phải cô cô nói bọn hảo hán giang hồ ai cũng sợ thần long giáo không đào hồng anh ngẫm nghĩ một lúc rồi đáp những việc giang hồ ta hiểu rất ít chỉ được nghe sư phụ nói cho hay một phần nào bản lãnh của thái sư phụ ta cao thâm như thế mà còn chết về tay thủ hạ của thần long giáo vì tiểu bảo liền ngoác miệng ra thoá mà còn mẹ nó thế thì thần long giáo là kẻ đại thù của chúng ta rồi việc gì chúng ta còn sơ họ đào hồng anh lắc đầu thủng thẳng đáp sư phụ ta nói võ công của thần long giáo thiên biến vạn hóa dĩ nhiên vô cùng lợi hại ngoài ra trong giáo phái này còn dạy những thần chú ghê gớm khi lâm địch họ niệm chú là khiến cho đối thủ phải kinh tâm động phách. Còn bọn họ càng đánh càng kiêu dũng. Thái sư phụ lấy cắp kinh sách ở phủ kỳ của đạo quân cờ viền xanh rồi xảy cuộc ác chiến với một đệ tử thần long giáo. Hiển nhiên thái sư phụ ta chiếm được thượng phong. Vậy mà người kia miệng lâm dâm niệm chú khiến cho quyền phong cùng trường lực của thái sư phụ mỗi lúc một yếu dần. Sau thái sư phụ trúng trường vào bụng mà chết. Ngụ ngừng lại một chút rồi tiếp, lúc ấy sư phụ ta cũng đứng bên, chính mắt lão gia trông thấy. Lão gia muốn xông vào trợ chiến, nhưng vừa nghe tiếng thần chú toàn thân liền nhũn ra, chỉ muốn quỳ xuống đầu hàng, không còn chi phấn đấu nữa. Xong việc rồi nghĩ lại vừa hổ thẹn vừa sợ hãi, lão gia căn dặn ta, việc thiên hạ tối hung hiểm không gì bằng động thủ với đệ tử thần long giáo. Vì tiểu bảo nghĩ bụng, sư phụ của cô cô là hạng nữ lưu vừa thấy đối phương lợi hại đã sợ mất mật chỉ muốn đầu hàng. Gã liền hỏi, cô cô, người kia niệm chú gì? Cô cô đã nghe qua chưa? Đào hồng anh đáp, ta, ta chưa từng nghe qua. Ta lo rằng người cung nữ giả hôm ấy là đệ tử của thần Long Giáo nên ta mới hỏi ngươi. Chứ ta chưa nghe họ nói gì lúc động thù cả. Họ có máy môi hay không? Ta cũng chẳng thấy. Vì tiểu bảo nói, ủa, té ra là thuyết gã nhớ lại những điều tai nghe mắt thấy lúc gã nằm ở gầm giường Thái Hậu rồi đáp. Tiểu Điệt cũng hoàn toàn không nghe thấy gì hết. Đào Hồng Anh nói, người cung nữ giả đó võ công cao thâm hơn ta rất nhiều. Ta đem toàn lực ứng chiến, nên nhất thiết chẳng nghe thấy gì. Có điều lúc ta thi triển những chiêu sát thủ mới phóng ra nửa vời, trong lòng đột nhiên run sợ, nghĩ bụng, bản lãnh của đối phương cực kỳ lợi hại, không nên tỷ đấu với họ mà nên quỳ xuống xin đầu hàng là hơn trong lòng có ý nghĩ như vậy bất giác ta ra tay chậm lại. Như thế mà những chiêu sát thủ của ta thành ra vô dụng. Sau khi xong việc, ta nghĩ lại rất lấy làm kỳ, tự hỏi, phải chăng người công nữ giả đó đã thi triển tà pháp gì? Nhưng ta lại nghĩ rằng võ công họ đã cao cường hơn ta nhiều thì họ chẳng cần gì dùng đến tà pháp cũng đủ thắng. Vì tiểu bào hỏi, cô cô, từ ngày cô cô học võ đến bây giờ đã động thủ bao nhiêu lần và giết chết bao nhiêu người? Đào Hồng Anh lắc đầu đáp, trước nay ta chưa từng động thủ với ai và cũng chưa hề giết một người nào. Vì tiểu bảo cười nói, thế thì phải rồi, sau này cô giết thêm ít người thì có động thủ với ai cũng không còn sợ hãi gì nữa. Đào Hồng Anh nói, người nói cũng có lý, nhưng ta không muốn cùng người động thủ, nhất là không muốn giết ai. Chỉ mong lấy được tám pho tứ thập nhị chương kinh một cách thái bình vô sự để phá long mạch của bọn thát đát nhà mãn thanh là trong lòng thỏa mãn lắm rồi. Vì tiểu bảo cười thầm nghĩ bụng, sao mụ nói dễ dàng quá thế, vì mấy pho kinh sách này đã biết bao nhiêu người uổng mạng. Làm gì có chuyện lấy được tám bộ kinh sách một cách thái bình vô sự. Hồi 70, lửa hờn ghen đốt cháy tâm can, đào hồng anh đã bôi mặt hóa trang, nên sắc diện mụ thế nào người ngoài không nhìn rõ, song nhãn thần mụ vẫn lộ vẻ hãi hùng. Vì tiểu bảo hỏi, cô cô, cô cô thử tính xem gia nhập thiên địa hội có tiện không? gã nghĩ bụng thiên địa hội ta người nhiều, thế lớn, thần long giáo có ghê gớm đến đâu cũng không đủ sợ. Đào Hồng Anh ngơ ngác hỏi, tại sao ngươi lại muốn ta gia nhập thiên địa hội? Vì tiểu bảo đáp thiên địa hội chủ trương phản thanh phục minh, tức là cùng một lý tưởng với lệnh thái sư phụ và lệnh sư. Đào Hồng Anh nói, vụ này kể ra rất hay, để thùng thẳng rồi sẽ tính. Bây giờ ta muốn trở về Hoàng Cung, còn ngươi định đi đâu? Vì tiểu bảo lấy làm kỳ hỏi, sao cô cô còn trở về Hoàng Cung, không sợ Thái Hậu ư? Đào Hồng Anh thở dài đáp ta ở trong Hoàng Cung từ tuổi nhỏ đến khi khôn lớn. Ta đã nghĩ lui nghĩ tới thì chỉ những ngày ở Hoàng Cung là không sợ hãi. Những sự việc bên ngoài ta chẳng biết gì hết. Khu vực Hoàng Cung rất rộng, ta kiếm một nơi ẩn lánh chắc Thái Hậu không tìm đến nơi được. Vì tiểu bảo nói, hay lắm, cô cô trở về Hoàng Cung đi rồi đây tiểu điệp nhất định sẽ đến thăm tiểu điệp phải đi làm công việc mà gia sư đã giao cho đào hồng anh thấy gã nói đi làm công việc của thiên địa hội nên không tiện truy vấn mụ hỏi sang chuyện khác mai đây ngươi trở về hoàng cung sẽ gặp ta ở đâu vì tiểu bảo đác khi tiểu điệp về tới hoàng cung sẽ cắm cây vào đống loạn thạch ở hòa trường trên cành cây này có vẽ hình con chim sẻ đến tối hôm ấy cô cháu ta sẽ hội diện ở hòa trường Đào Hồng Anh gật đầu nói, hay lắm, vậy chúng ta cứ thế. Hảo hài tử, trên trốn giang hồ đầy rẫy sóng gió hiểm nghèo, bất cứ việc gì người cũng phải cẩn thận lắm mới được. Vì tiểu bảo gật đầu đáp, dạ, chính cô cô cũng nên lưu tâm từng ly từng tí vì mụ điếm già thái hậu tâm địa hiểm sâu tàn độc. Cô cô đừng để mắc bẫy mụ, hai người rủi xe đến một tòa thị trấn, vì tiểu bảo mướn một cỗ xe khác rồi chia tay đôi ngả vì tiểu bảo thấy đào hồng anh cho xe chạy về hướng đông. Ngủ không ngớt quay lại ngó gã, bất giác gã thở dài nghĩ bụng tùy y không phải là cô cô chân chính của ta, nhưng y đối đãi với ta thật tử tế. Vì tiểu bảo ngồi trong xe nhắm mắt ngủ đi một giấc. Trời xế chiều, bỗng nghe tiếng vó ngựa dồn dập một người đàn ông cưỡi ngựa lao nhanh tới, lớn tiếng quát gã dòng xe kia, có phải trong xe ngươi có một thằng nhỏ? Vì tiểu bảo nhận ra thanh âm lưu nhất chu. Gã không chờ tên phu xe trả lời đã thọ đầu ra nhìn rồi cười hỏi, Lưu đại ca, phải chăng đại ca muốn kiếm tiểu đệ? Gã thấy Lưu Nhất Chu mồ hôi nhễ nhải, mặt đấy cát bụi. Lưu Nhất Chu vừa thấy Vi Tiểu Bảo đã la lên, hay quá, trung quy ta đã đổi kịp ngươi. Hắn cho ngựa nhảy vọt đến trước xe, quát lớn, muốn tốt thì xuống đi. Vi Tiểu Bảo thấy Lưu Nhất Chu vẻ mặt hung dữ ra chiều bất thiện thì giật mình kinh hãi hỏi, Lưu đại ca tiểu đệ có điều chi đắc tội với đại ca đâu mà đại ca lại nổi nóng. Lưu nhất chu tay cầm roi ngựa quất vào đầu con lừa kéo xe đánh chát một tiếng. Con lừa đau quá hét be be rồi đứng thẳng lên như người. Cỗ xe ngựa về phía sau làm cho tên phu xe suýt nữa té nhào. Tên phu xe quát hỏi giữa lúc thanh thiên bạch nhật mà có quỷ xuất hiện ư. Người làm gì mà ngang ngược thế? Lưu nhất chu cũng ngầm lên, lão già cứ ngang ngược đấy hắn lại quất roi ngựa cuốn lấy cổ tên phu xe, giật mạnh một cái cho nó té xuống đất. Đoạn hắn vung roi ngựa vụt túi bụi vào mình nó, mỗi nhát roi vụt xuống, hắn lại mắng một câu, lão ra ngang ngược chơi đấy, lão ra ngang ngược chơi đấy, tên phu xe dãy ruộng lồm cồm bò dậy mà không được. Miệng nó không ngớt vừa kêu cha vừa kêu mẹ, vừa thóa mà ẩm ý vì tính nó bướng bình. Lưu nhất chu ra đòn mỗi lúc một nặng hơn, tên phu xe đầy mình máu me đầm đìa mỗi nhát roi quất xuống, máu tươi lại vọt lên. Vì tiểu bảo sợ quá ngồi thộn mặt ra, bụng bảo dạ giữa tên phu xe này với hắn vốn không cừu hận mà hắn đánh quá đòn thù. Chắc là hắn có chuyện lão gia rồi. Lão gia còn nhỏ tuổi mà võ công lại không phải là tay đối thủ của hắn. Hắn đánh xong phu xe rồi chắc đánh đến lão gia. Vụ này thật nguy to rồi. Gã liền rút lưỡi đao trùy thủ ở trong ống giày ra, khẽ đâm vào mông lừa một đao con lừa bị đau gầm lên một tiếng rồi tung vó chạy như phát điên nó kéo cỗ xe lao đi vun vút trên đường lớn liêu nhất chu thấy cỗ xe chạy đi liền bỏ mặc tên phu xe kêu la chửi bới vừa tung ngựa đuổi theo vừa lớn tiếng gọi hảo tiểu tử người có giỏi thì dừng lại đừng cho xe chạy nữa vì tiểu bảo ngồi trong xe cũng thò đầu ra hô to hảo tiểu tử người có giỏi thì đừng rượt theo nữa liêu nhất chu căm tức không biết đến thế nào mà nói hắn hết sức ra roi cho ngựa phóng nước đại để rượt theo. Con lừa tuy chạy thật nhanh, nhưng nó phải kéo cỗ xe lớn dĩ nhiên phải chậm hơn ngựa. Nó chạy được một lúc thì con ngựa rút ngắn dần dần quãng cách lại và lưu nhất chu đuổi gần tới nơi. Vì tiểu bảo lâm vào tình trạng vô kế khả thi, gã toàn cầm lưỡi đao chùy thủ liệng vào lưu nhất chu, nhưng rồi gã tự nhủ hắn là ý trung nhân của phương di. Nếu mình liệm đao giết chết hắn thì còn mặt mũi nào trông thấy nàng nữa lỡ ra mà liệt không trúng để hắn đoạt mất bảo đao cũng là một điều đáng tiếc. Gã miệng quát tháo, tay quất lừa cho chạy mau, đột nhiên một luồng kình phong rít lên bên tay rồi má bên phải gã đau rát và nóng bừng. Vì tiểu bảo đã bị lưu nhất chu quất trúng một roi, gã vội tụt đầu và nhìn qua rèm xe ra ngoài thấy đầu ngựa của lưu nhất chu đã đến sát bên xe. Nó chỉ chạy mấy bước nữa là hắn có thể nhảy lên xe được. Vì tiểu bảo là một đứa trẻ cấp trí gã thò tay vào bọc móc ra một đỉnh bạc nặng chừng bày tám sức liệm ra trúng vào mắt bên trái con ngựa trong mắt con ngựa tan nát máu tươi chảy ra đầm đìa nó bị đuôi một bên mắt và đau quá chịu không nổi đâm bổ nhó bổ nhỏ tranh chếch lên sườn núi lưu nhất chu vội dừng cương lại nhưng con ngựa đau quá cứ nhảy trồm lên và vọt đi khiến hắn ngồi không vững té xuống đất lưu nhất chu võ công cao cường chằn mình một cái đứng dậy được ngay con ngựa chạy xuyên vào rừng nó thét lên be be không ngớt chỉ trong chớp mắt nó chạy mất hút vì tiểu bảo cười hô hố reo lên lưu đại ca đại ca không biết cưỡi ngựa tiểu đệ khuyên đại ca nên đi bắt con rùa để cưỡi hay hơn lưu nhất chu tức giận nét mặt tái xanh hắn đề khí lao mình đi rượt theo xe vì tiểu bảo sợ quá vội rực lừa chạy thật nhanh lúc gã quay lại ngó lưu nhất chu thấy hắn còn cách cỗ xe chừng hai ba chục trường lưu nhất chu vọt những bước dài tiếp tục rượt theo xem chừng cỗ xe khó lòng thoát được vì tiểu bảo lại rốt đao chùy thù khẽ đâm vào mông lừa một nhát ngờ đâu lần này không linh nghiệm con lừa nhảy lên mấy cái rồi đột nhiên quay đầu chạy ngược trở về phía lưu nhất chu vì tiểu bảo la dầm lên hỏng rồi hỏng rồi gã ra sức gò cương nhưng con lừa biến thành bất kham gã không sao kìm được nó vì tiểu bảo thấy tình thế bất lợi vội nhảy xuống chạy vào khu rừng bên đường lúc này lưu nhất chu cách gã rất gần hắn chỉ dướn lên một bước vươn tay trái ra là nắm được cổ áo vi tiểu bảo vi tiểu bảo tay mặt cầm đao chùy thủ đâm về phía sau nhưng lưu nhất chu là đệ tử chân truyền của tiết bối thương long liễu đại hồng và là truyền nhân của đại gia tướng đứng đầu trong mộc vương phủ theo thứ tự lưu bạch phương tô võ công lưu nhất chu so với vi tiểu bảo còn cao thâm hơn nhiều hắn hạ thấp tay mặt xuống ra chiêu hành vân lưu thủy nắm lấy cổ tay vi tiểu bảo xoay lại cho mũi chùy tù trò vào cổ họng gã rồi quát hỏi tiểu tặc mi còn quật cường được nữa không cánh tay vi tiểu bảo đau ê ẩm lại thấy cổ họng mắt rượi thì biết là lưỡi chùy tù chặt sắt như cắt bùn thì cứ vào cổ họng gã cũng như thái hậu gã vội làm bộ mặt tươi cười hỏi lưu đại ca có chuyện gì xin lấy lời tử tế nói với nhau chúng ta cũng như người nhà can chi đại ca phải động nổ Lưu Nhất Chu nhổ bãi nước miếng xuống đất đánh, tuệt, một cái, hỏi lại, quân mặt dày kia, ai thèm nhận mi là người nhà? Mi, mi, một tên tiểu tặc, lúc ở trong hoàng cung dám hoa ngôn xảo ngữ để lừa gạt phương sư muội. Mi lại, ngủ cùng giường với nàng, ta, phải giết mi mới xong. Hắn nói tới đây chán nổi gân xanh, mắt giường tóe lửa. Bây giờ vì tiểu bảo mới hiểu Lưu Nhất Chu phẫn nộ gã là vì chuyện phương di. Có điều gã chưa hiểu tại sao Lưu Nhất Chu lại biết vụ này. Đứng trước cục diện nguy ngập tựa hồ ngàn cân treo đầu tóc, vì tiểu bảo đâm liều lĩnh hơn. Gã tăng ra thêm kinh lực vào tay, cho ra cổ họng gã bị đau xuyên thành một lỗ thùng. Đoạn gã cười nói, Lưu Đại Ca, Phương Cô Nương là ý trung nhân của Đại Ca, khi nào tiểu đệ dám vô lễ với y. Trong lòng Phương Cô Nương chỉ có hình ảnh một mình Đại Ca mà thôi. Từ sáng đến tối, lúc nào y cũng nghĩ tới đại ca lưu nhất chu quả nhiên bớt nóng giận hắn hỏi sao ngươi biết vậy vì tiểu bảo đáp làm gì mà tiểu đệ chẳng hiểu. nếu phương cô nương không thương yêu tha thiết đại ca thì khi nào y lại năn nỉ tiểu đệ cứu thoát đại ca tiểu đệ đưa đại ca ra khỏi cung y được tin đại ca thoát hiểm trong lòng hoan hỉ không biết đến thế nào mà kỳ lưu nhất chu đột nhiên lại nổi giận hắn quắc mắt nghiến răng kèn kết quát lên mi là quân chó má ta không thèm tiếp thụ mối ân tình của mi mi cứu lão gia cũng vậy mà không cứu cũng vậy tại sao mi đem vụ cứu ta để ép uồng và lừa gạt phương sư muội phải hứa lời lấy mi làm chồng vì tiểu bảo làm bộ ngạc nhiên hỏi lại ô hay làm gì có chuyện đó đại ca nghe ai nói vậy gã ngừng lại một chút rồi nói tiếp phương cô nương là một vị mỹ nhân dung nhan nguyệt thẹn hoa nhưng phải lấy một người chồng vừa là anh hùng hào kiệt vừa là thiếu niên anh Tuấn như đại ca mới xứng đáng khi nào phương cô nương thèm để ý đến tiểu đệ lưu nhất chu nghe vi tiểu bảo khen hắn vừa là anh hùng hào kiệt vừa là thiếu niên anh Tuấn chỉ có hắn là xứng với phương di lừa giận của hắn bớt đi mấy phần hắn hỏi người chối cãi ư có phải phương sư muội đã ưng chịu làm vợ ngươi rồi không vi tiểu bảo liền nổi tràng cười hô hố chứ không trả lời lưu nhất chu lại hỏi có gì đáng cười đâu vì tiểu bảo cười đáp, lưu đại ca, tiểu đệ xin hỏi, những người làm thái giám còn có thể lấy vợ được không? Lưu nhất chu đang cơn phẫn nổ, hấp tấp chạy đi ngay, không kịp nghĩ tới vi tiểu bảo hiện là thái giám dĩ nhiên không thể lấy vợ được. Hắn nghe vi tiểu bảo nói câu này để nhắc nhở mình thì khác nào người đang nằm mơ choàng tỉnh giấc. Hắn sung sướng như mở cờ trong bụng, không nhịn được cũng phá lên cười. Nhưng hắn vẫn nắm tay vi tiểu bảo chưa chịu buông ra hỏi vặn thế thì sao ngươi lại gạt phương sư muội vì tiểu bảo hỏi lại câu chuyện này lưu đại ca nghe ở đâu ra lưu nhất chu đáp chính tay ta nghe phương sư muội nói với tiểu quận chúa như vậy chẳng lẽ con già được ư vì tiểu bảo hỏi đó là hai cô nói chuyện với nhau hay phương cô nương nói với đại ca lưu nhất chu ngần ngừ đáp hai nàng nói với nhau như vậy nguyên từ thiên xuyên đưa phương di và mộc kiếm bình đến thạch gia trang nhưng chưa được bao xa liền gặp bọn ngô lập thân Lưu Nhất Chu, Ngao Biêu. Bọn ngô lập thân ba người ở trong thanh cung phải chịu cực hình, tuy chưa hại đến gân cốt, nhưng toàn thân bị đánh đập ra tan thịt nát. Mấy người ngồi trên xe lớn cũng định đến Thạch Gia Trang để dưỡng thương. Giữa đường gặp nhau, hai bên cùng hoan hỉ, có điều phương di đối với Lưu Nhất Chu tựa hồ không được đầm thắm như ngày trước. Chỉ lúc đầu gặp mặt hắn, nàng hô một câu, Lưu Sư Ca, rồi sau nàng rất lãnh đảm, không muốn nhìn hắn nữa lưu nhất chu mấy phen kéo nàng ra một chỗ để nói những lời tâm sự nhưng nàng cứ ngồi lì với mộc kiếm bình không chịu đi theo hắn lưu nhất chu vừa nóng nảy vừa tức giận bức bách nàng thì nàng nói lưu sư ca từ nay trở đi chúng ta chỉ giữ tình sư huynh sư muội còn ngoài ra chuyện gì cũng không nên nghĩ tới và nhắc lại nữa lưu nhất chu giật mình kinh hãi hỏi tại sao thế phương di hứng hở đáp chẳng tại sao cả lưu nhất chu kéo tay nàng lắp bắp sư muội sư muội phương di hất mạnh một cái thoát khỏi tay hắn rồi nói nên đứng đắn một chút lưu nhất chu buồn rầu vô hạn đêm hôm ấy ở trong khách điếm hắn trằn trọc không ngủ được lòng giả bâng khuâng hắn rón rén bỏ dậy lần đến dưới cửa sổ phòng ngủ của phương di và mộc kiếm bình quả nhiên hắn nghe được hai cô đang thì thầm trò chuyện mộc kiếm bình hỏi tỉ tỉ đối với sư ca như vậy há chẳng khiến cho y phải thương tâm phương di đáp ta chẳng có cách nào khác được y thương tâm sớm rồi quên ta cũng sớm hơn và đi đến chỗ hết thương tâm mục kiếm bình ngập ngừng hỏi tỉ tỉ nhất quyết lấy thằng lỏi vi tiểu bảo thật ư gã còn nhỏ như vậy thì làm trượng phu tỉ tỉ thế nào được phương di hỏi lại phải chăng tiểu quận chúa cũng muốn lấy gã nên khuyên ta xử tử tế với lưu sư ca mục kiếm bình vội gạt đi không không phải thế nếu vậy tỉ tỉ cứ việc đi mà lấy thằng khỉ con đó Phương Di thở dài nói, ta đã tuyên thể, chẳng lẽ tiểu quận chúa quên rồi ư? Hôm ấy ta đã tuyên bố, trên có hoàng thiên, dưới có hậu thổ, chứng giám nếu Quế Công Công cứu được Lưu Nhất Chu thoát hiểm thì tiểu nữ tử là Phương Di nguyện lấy Quế Công Công làm chồng. Suốt đời giữ dạ trung trinh với trượng phu, nếu tiểu nữ ăn ở hai lòng thì muôn kiếp chẳng được siêu sinh. Ta còn bảo tiểu quận chúa làm chứng vụ này. Những lời thề đó ta còn nhớ cả và chắc tiểu quận chúa cũng chưa quên được. Mộc kiếm bình đác dĩ nhiên sư tỷ đã nói thế thật, nhưng tiểu muội nghĩ rằng đó chẳng qua là thằng khỉ con kia muốn trêu chọc để giỡn chơi chứ không phải chuyện thật. Phương Di nói, gã nói chơi cũng vậy mà nói thật cũng thế. Chúng ta là phận nữ nhi đã mở miệng trao việc chung thân cho ai là chọn đời không canh cải nữa. Vì thế mới có câu, tòng thất nhi chung, huống chi. Huống chi, một kiếm bình hỏi, huống chi làm sao, phương di đác ta nghĩ kỹ lại, nếu là lời nói không thì còn cãi được. Nhưng gã, gã đã ngủ cùng giường, chung chăn chung gối với chúng ta. Một kiếm bình phì cười nói, thằng khỉ con đó thật là mặt dày. Gã còn nói trong anh liệt chuyện có hồi kêu bằng, một vương gia tam tiến định vân nam, quế công công song thủ bão giai nhân. Sư tỷ ơi, gã có ôm sư tỷ thật không? Phương Di thở dài không trả lời, Lưu Nhất Chu đứng ngoài cửa sổ, lòng nóng như lửa đốt. Hắn tưởng chừng trời xoay đất chuyển, chân đứng không vững. Phương Di lại nói, thực ra, tuy gã còn nhỏ tuổi mà ăn nói giảo hoạt, lại đối đãi với chúng ta rất tử tế. Chuyến này chia tay rồi, không biết đến bao giờ mới có phen tái hội. Mục Kiếm bình bật cười, khẽ hỏi, "Sư tỷ vẫn nhớ gã ư?" Phương Di hỏi lại, "Nhớ gã thì làm sao?" Mộc Kiếm Bình ngập ngừng đáp, "Không sao cả, đúng thế, tiểu muội cũng nhớ gã, nên mấy lần bảo gã đi cùng bọn ta đến Thạch Gia Trang, nhưng gã cứ nói là trong mình còn mang một công việc trọng yếu." Sư tỷ không hiểu gã nói thật hay nói dối. Phương Di nói, "Lúc ngồi ăn cơm ở phạn điếm, ta nghe gã nói chuyện với tên phu xe hỏi thăm đường đi Sơn Tây. Chắc là gã có việc gì ở đó?" Mộc Kiếm Bình hỏi, "Gã còn nhỏ tuổi mà một mình đi Sơn Tây?" nếu dọc đường gặp bọn côn đồ thì làm thế nào? Phương Di thở dài đác ta đã bảo từ lão gia không cần hộ tống bọn mình nên hộ vệ gã là hơn, nhưng từ lão gia nhất định không chịu. Mộc kiếm bình gọi, sư tỷ. Phương Di hỏi, chuyện gì? Mộc kiếm bình đáp, chẳng có chuyện gì cả. Phương Di lại nói, đáng tiếc cả hai chúng ta đều bị thương, không thì đi với gã đến Sơn Tây. Bây giờ gặp ngô sư thúc cùng lưu sư ca rồi chúng ta chẳng thể đi kiếm y được. Lưu nhất chu đứng ngoài nghe tới đây đầu óc choáng váng chán đập vào cửa sổ đánh binh một tiếng phương di cùng mộc kiếm bình giật mình kinh hãi đồng thanh cất tiếng hỏi ai Lưu nhất chu đụng đầu tuy không đau đớn gì cả nhưng ngọn lửa hờn ghen đét cháy tâm can gã chẳng khác gì kẻ nổi cơn điên miệng lẩm bẩm ta phải giết thằng lòi con ta phải giết thằng lòi con hắn chạy ra viện trước dắt một con ngựa mở cửa điếm chạy đi Lưu Nhất Chu vừa nghe nói Vi tiểu bảo đi sơn Tây liền dục ngựa lao vun vút về phía Tây. Hắn chạy cho đến lúc trời sáng. Hỏi rõ đường lối đi sơn Tây rồi theo đường lớn ra roi quất ngựa. Gặp cỗ xe nào hắn cũng hỏi, trong xe có thằng lòi con không? Nhắc lại vi tiểu bảo nghe Lưu Nhất Chu kể đầu đuôi, gã thấy hắn sở dĩ biết vụ này là nghe lòm câu chuyện giữa Phương Di và tiểu quận chúa. Gã cho là hắn chỉ biết được phần nào mà thôi, liền cười nói, Lưu đại ca thế thì không khéo đại ca mắc hợm lệnh sư muội đó. Lưu Nhất Chu hỏi, mắc hợm thế nào? Vì tiểu bảo đã khi phương cô nương ở Hoàng Cung, đã nói với tiểu đệ là y tận tâm kiệt lực cứu đại ca mà đại ca chẳng để tâm chi hết. Lưu Nhất Chu ngập ngừng hỏi, làm gì? Có chuyện đó? Khi nào ta lại không để tâm đến nàng? Vì tiểu bảo hỏi lại, đại ca đã tặng phương cô nương một cành ngân thoa trên đầu có bông hoa mai phải không? Lưu Nhất Chu hỏi lại, phải rồi. Phải rồi, sao ngươi lại biết chuyện đó? Vì tiểu bảo đáp phương cô nương lúc hỗn chiến ở trong hoàng cung đánh rớt cây ngân thoa đã hết hoàng kể lại cái đó của ý trung nhân tặng cho không thể để mất được. Dù có phải liều mạng cũng phải tìm cho thấy. lưu nhất chu ngơ ngác hỏi, nàng, nàng đối đãi với ta hết lòng như vậy ư? Vì tiểu bảo đáp cái đó đã hẳn, chẳng lẽ còn già được ư? lưu nhất chu hỏi, rồi sao ra sao nữa? Vì tiểu bảo nói, đại ca nắm tay đau chết người thì còn nói chuyện làm sao được. Lưu Nhất Chu nói, được rồi, hắn nghe vì tiểu bảo nói Phương Di đối với mình tha thiết như vậy thì lửa giận tan đi quá nửa. Đồng thời hắn cho là thằng nhỏ này chẳng thể nào trốn thoát khỏi tay mình, liền buông gã ra và nhắc lại câu hỏi, rồi sao sao nữa, vì tiểu bảo bị hắn nắm tay vừa đau vừa nhức rất khó chịu. Gã từ từ sỏ lưỡi đao chùy tù vào ống giày đồng thời gã đưa mắt ngó thấy cổ tay sưng lên và còn in vết ngón tay thành một quầng màu đỏ gã tức mình chưa trả lời vào câu hỏi của lưu nhất chu lại lảng sang chuyện khác những nhân vật ở mộc vương phủ ham nắm cổ tay người ta đại ca cũng thế mà bạch hàn phong cũng vậy trong mộc gia quyền có chiêu quy trảo thủ thật là lợi hại chữ quy gã nói một cách hàm hồ và có ý chế nhạo đối phương vì quy là con rùa một giống xúc sinh người ta rất khinh bỉ Lưu Nhất Chu không hiểu ý gã mà cũng chẳng buồn để ý, chỉ hỏi về chuyện Phương Di, Phương Sư muội mất cành hoa bạc rồi sao nữa? Vì Tiểu Bảo vẫn chưa trả lời, nói móc Tiểu Đệ bị chiêu, ô quy trào tử, của đại ca bóp tay cơ hồ nghẹt thở bây giờ cần phải nghỉ một lúc mới nói được. Có điều vụ này rất quan hệ đến đại ca có lấy được vợ hay không? Lần này Lưu Nhất Chu mới để ý và hiểu rõ bốn chữ, ô quy trào tử.